Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi số 7 của chương trình, cũng là buổi cuối cùng trong cái phần tổ chức bộ máy quản lý. Thì hôm trước mình đã nói về gọi là hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở, rồi người làm công tác an toàn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần còn lại, đó là mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tất nhiên thì trong cái cơ cấu thì các bạn thấy còn y tế nữa, nhưng mà cái đó thì tôi ở đây tôi cũng không có thời gian, mà tôi nghĩ cũng không cần thiết. Đó, các bạn đọc thêm ở trong luật ha, tại vì thật ra anh em mình cũng không có chuyên về cái mảng đó. Mình sẽ nói về cái mảng lưới an toàn vệ sinh viên thôi. Thì nãy có trao đổi phím trước khi mà mình vào, thì tôi cũng nói là tôi cũng hay đi dạy cái này, thì qua những cái chương trình huấn luyện cho các công ty, thì tôi thấy là cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên thì cũng có nơi thành lập, cũng có nơi không, và có nơi thì thành lập nhưng mà cũng chưa thành lập cho có thôi, hoặc là không hoạt động được. Như vậy thì lý do vì sao ha? Thì mình tìm hiểu thử xem coi quy định trong nhà nước, nó quy định trong luật họ quy định như thế nào, và lý do vì sao mà cái mạng lưới này nó không hoạt động hiệu quả. Đó là nội dung của ngày hôm nay. Rồi, chúng ta đi vào phần cái quy định về mặt tổ chức cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Thì theo như cái điều 74 trong luật an toàn vệ sinh lao động, thì các bạn có nhớ đúng không ạ? An toàn vệ sinh viên là được thành lập và dưới sự quản lý của ban chấp hành công đoàn. Thì đó là lý do theo quy định là như vậy. Thế thì tôi đi dạy thì cũng có nhiều công ty họ lại bố trí hơi khác một tí. Ví dụ như họ bố trí là cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên sẽ nằm, nó năm nay là trong cái học trạng, nó nằm dưới sự quản lý của phòng an toàn hay là người làm công tác an toàn. Như vậy hiện tại tôi thấy trên thị trường có hai nhóm công ty. Một nhóm là đặt dưới sự quản lý của ban chấp hành công đoàn, một nhóm là đặt dưới sự quản lý của bộ phận an toàn. Thế thì theo các bạn thì lý do tại sao mà luật họ lại yêu cầu là dưới sự quản lý của ban chấp hành công đoàn, đâu là lý do? Bạn nào trả lời thử là lý do tại sao mà phải là như vậy? Có ai có ý kiến không ạ? Tại sao ạ? Alo, không nghe không ạ? Giống như là nằm dưới sự quản lý của ban chấp hành công đoàn đấy, giống như là người ban chấp hành công đoàn là người đại diện cho tiếng nói của cái người lao động, thì có thể họ thấy cái dựa vào cái đó, cái quyền của họ có thể mạnh hơn so với lại nằm dưới một cái ban của HSE chẳng hạn, có vẻ nó mạnh hơn. Có vẻ ok rồi. Thì thật ra thì nếu mà đúng về mặt quan điểm là nó là như vậy là mạnh hơn chắc luôn rồi đó, tại vì rõ ràng chúng ta biết là ban chấp hành công đoàn là đại diện để là một cái tổ chức để bảo vệ quyền lợi của người lao động đúng không ạ? Như vậy thì trong khi cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên thành lập ra cũng cũng để làm gì, đó là cũng cũng ra một một thay mặt người lao động để mà đưa ra những cái kiến nghị, những cái yêu cầu để giúp và để có thể là cải thiện được cái điều kiện làm việc, cũng như là kiến nghị doanh nghiệp thực hiện đầy đủ cái chính sách cho người lao động. Như vậy rõ ràng tiếng nói của người của cái anh em làm an toàn viên, an toàn vệ sinh viên thì nó cũng giống như tiếng nói của ban chấp hành công đoàn, đó là nói thay tiếng nói của người lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong quá trình lao động. Rồi, như vậy thì rõ ràng mà an toàn vệ sinh viên thì mình cũng biết rồi đó ha, là người lao động thôi, nên là cái việc họ đôi khi họ không đủ về kiến thức, không đủ về kinh nghiệm, không đủ quyền lợi, hay gọi là thấp cổ bé họng. Như vậy nếu mà chúng ta thấy họ không có ai bảo vệ họ thì chắc chắn là họ sẽ không dám đứng lên để nói được cái tiếng nói của người lao động. Ở chiều tôi đi dạy cho một công ty thì tôi có hỏi cái chị học viên á, thì chị hỏi là tôi hỏi cũng hỏi câu hỏi như vậy, thì chị nói là chúng tôi là nói thay tiếng nói của người lao động, nên là tôi nói ra phải có người bảo vệ tôi chứ, lỡ mà tôi nói ra mà mấy ông sếp không thích rồi mấy ông lại trù dập hay là vì xử phạt tôi, cố tình làm khó tôi thì sao à, vậy thì phải có ai bảo vệ tôi chứ à, thì rõ ràng cái vì lý do như vậy thì chúng ta thấy là cái việc bảo vệ mà người lao động hay bảo vệ mạng lưới an toàn vệ sinh viên thì cái trách nhiệm này thuộc về công đoàn, là đúng theo cái chủ trương của nhà nước mình đó, lý do là như vậy.
một lý do phụ thôi mà tôi cũng hay gặp. Cái này tôi tự nghĩ ra thôi ha, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có, tức là bản thân anh em mình làm công tác an toàn đúng không? Tất nhiên về mặt kiến thức, về mặt mong muốn thì tất nhiên chúng ta đều muốn làm đạt được cái mục tiêu của nghề nghiệp, đó là làm thế nào để nơi làm việc đóng cửa cái công ty của mình không để xảy ra tai nạn, đúng không? Mà muốn làm được như vậy thì phải có ngân sách, có nguồn lực, có tiền, đúng không? Đúng không? Nói nôm na là phải có sự cam kết tuyệt đối của người lao động thì mới may ra mình có được cái gọi là cái mục đạt được cái mục tiêu. Đó là lý thuyết là như vậy, nhưng mà thật ra thì chúng ta đi làm chúng ta cũng biết rồi, mình ăn cơm của mình ăn cơm Chúa mà, đúng không? Tức là mình ăn cơm tiền lương mà doanh nghiệp trả, nên cái việc là mình làm được tới đâu thật ra nó thuộc cuộc không phải vấn đề kiến thức không. Có nhiều bạn biết muốn làm nhưng mà có những cái mình không có đủ ngân sách để mình làm. Như vậy quay lại câu chuyện là tiền đâu, đúng không? Vậy thì tôi hay nói đùa là bản thân anh em mình làm nghề làm giảng viên thì không nói, nhưng mà ai mà đang làm doanh nghiệp thì thấy rằng chúng ta làm công tác an toàn chỉ làm đúng, nhưng mà chỉ nó là nằm trên cái khả năng, nó tùy vào, tôi hay nói là gì, mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng là trên lý thuyết, nhưng mà cái nào được làm cái nào chưa được làm thì nó phụ thuộc vào túi tiền của ông chủ. Nên này tôi hay nói đùa là anh em mình dù sao là cũng là cánh tay nói dài của sếp, nói năm nay là vậy. Tất nhiên thì bạn nào mà có tiếng nói mạnh và có khôn khéo thì mình sẽ có cái khuynh hướng là tìm cách để mà tạo được cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao được quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên có những một số bạn thì chỉ sếp ra lệnh là chỉ làm được cái những gì là luật pháp yêu cầu, khách hàng yêu cầu thôi, còn những cái khác tạm thời không làm. Thì lúc đó nếu chúng ta chấp nhận mình tham gia cuộc chơi đó thì mình coi như mình phải làm theo sếp, dù có phải là tâm của mình muốn làm hơn tiền không cho cái gì đó thì phải làm cái gì đó. Có những cái người lao động nói mình cũng phải, mình cũng thấy, nhưng mà mình không có ngân sách mình cũng đâu làm được. Nên tôi hay nói đùa là anh em mình là làm theo tiếng nói của sếp. Như vậy nếu mà nhân viên mạng lưới an toàn vệ sinh viên mà họ cũng là mình quản lý thì chắc chắn họ cũng sẽ làm theo mình. Như vậy thì cái cơ hội mà để họ nói lên tiếng nói của người lao động, họ phản ánh những cái điểm mà người lao động muốn nó sẽ khó hơn. Bởi vì mình với họ coi như thành lính lính ruột của sếp rồi, nói theo tiếng nói của người lãnh đạo rồi, ai mà bảo vệ người lao động, ai mà đưa ra những kiến nghị được nữa. Nên lý do như vậy thì chúng ta cần một tiếng nói nó hơi mang tính chất khách quan hơn, đúng không ạ? Và không ngại va chạm, và nói lên tiếng nói của người lao động, thì cái việc mà an toàn vệ sinh viên đặt dưới sự quản lý của ban chấp hành công đoàn là nó về mặt quan điểm là nó đạt được cái chuyện đó. Tất nhiên đây là về mặt quan điểm, còn thực tế như thế nào thì thật ra quay lại thì công đoàn thật ra hiện tại cũng sao, mình nói là đại diện tổ chức đại diện người lao động, đúng không? Bảo vệ người lao động, nhưng rõ ràng ở Việt Nam mình cái cơ chế nó chưa có hay, nó chưa thấy nó hợp lý lắm, đúng không? Hầu hết cái công ty ban chấp hành công đoàn cũng chỉ là kiêm nhiệm, không phải là một cái ban chấp hành công đoàn được thành lập riêng, chỉ làm công tác chuyên trách về công đoàn, mà hầu như là có thể là phụ trách về sản xuất, phụ trách về bảo trì kỹ thuật, phụ trách kể cả phụ trách về an toàn, nhiều khi cũng được giao nằm trong ban chấp hành công đoàn. Tôi thấy có nhiều khách hàng tôi vậy đó, nhiều khi là làm công tác an toàn nhưng mà cũng có chức danh trong cái mạng lưới, xin lỗi, ban chấp hành công đoàn. Hai ngày xưa tôi đi làm cũng tôi cũng từng được bầu, được yêu cầu được đầu vào cái vị trí phó chủ tịch công đoàn của công ty. Như vậy đó đang năm nay là theo quan điểm là công đoàn là bảo vệ người lao động, nhưng rõ ràng ở Việt Nam mình thì công đoàn lại cũng là trả lương, ông chủ trả lương. Nên nói năm nay thì ở Việt Nam thì theo tôi thấy hiện tại mạng lưới an toàn vệ sinh viên đặt dưới công đoàn hay đặt dưới ban bộ phận an toàn thì cũng na ná nha, bản chất đều đều như nhau hết. Tại vì rõ ràng cái việc cái hai bộ phận an toàn hay công đoàn có khách quan hay không, có đứng về người lao động hay không, nó cũng khá là nhạy cảm, tùy thuộc vào cái sự cam kết của công ty. Công ty họ bảo là với anh cứ thấy cái gì có lợi cho người lao động, anh mấy anh cứ kiến nghị thì nó khác. Còn có những công ty thì mà sếp lại không, nó không được như vậy, sếp bảo các anh chỉ làm đúng quy định của pháp luật hay quy định của khách hàng, thì lúc đó mình có kiến nghị cỡ nào thì nó cũng vậy thôi. Như vậy thì tóm lại thì theo luật thì cứ ghi sơ đồ như vậy, nhưng còn thực tế thì tôi thấy một số nơi thì họ chuyển qua phòng an toàn quản lý cũng được. Nhưng mà tóm lại thì ở đâu quan trọng nhất vẫn là làm thế nào tiếng nói của cái ban mạng lưới an toàn của sinh viên, những cái kiến nghị của họ được triển khai
là hiệu quả là quan trọng nhất. Còn cái việc được sắp xếp nó như thế nào thì nếu mà mình hay bị khách hàng ha, thanh tra audit thì mình có thể ghi cho nó đúng theo luật, còn không thì nội bộ mình quản lý sao cũng được, làm thế nào đó nó hiệu quả thôi. Ok rồi, thì đó là cái quy định về mặt bố trí. Còn về mặt quy định ở đây thì sorry tôi rồi còn về mặt về về điều kiện để thành lập thì chúng ta thấy rằng trong luật thì họ chỉ quy định đó là có những cái điều kiện cơ bản thôi. Đó là việc về đầu tiên là chúng ta nói về điều kiện để mà lựa chọn mạng lưới an toàn về sinh viên. Thì theo quy định của điều 74 thì an toàn về sinh viên phải thỏa mãn được 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất mà tôi thấy nó thiệt là rất nhiều công ty đang làm không đúng, nhưng mà có lẽ là nó phù hợp với điều kiện thực tế của họ. Ví dụ ở đây mình thấy cái điều kiện đầu tiên đúng không? Đó là lao động trực tiếp. Vậy thì có rất nhiều công ty họ không làm được chuyện này, mà họ bầu chọn, họ sắp xếp những người là tổ trưởng hay tổ phó tham gia vào cái mạng lưới này. Lý do thì có thể có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do là có một số ngành, ví dụ như ngành may mặc chẳng hạn, người lao động trực tiếp là ví dụ công nhân may chẳng hạn, thì thời gian của họ là họ ngồi một chỗ để họ bạn may thôi. Như vậy nếu mà họ kêu, và đặc biệt thứ hai nữa là họ ăn sản phẩm. Nhưng mà nếu mình yêu cầu mà công ty cho gọi là bố trí họ làm công tác an toàn vệ sinh viên, có nghĩa là họ phải bỏ một khoảng thời gian trong giờ làm việc để họ đi làm công tác này. Vậy thì cái tiền mà cái thời gian mà họ bị mất để không sản xuất á, với cái tiền mà mình cho họ hưởng phụ cấp á, cái nào nhiều hơn? Đó, như vậy thì nếu mà công ty bạn tính ra thì tính ra quy đổi ra tiền mặt, mà nếu thời gian mà họ họ chi phối cho cái việc này mà nó tốt hơn cái tiền mà họ có khả năng họ ngồi họ kiếm được trong thời gian họ sản xuất, thì có thể họ sẽ gọi là willing, tức là họ sẽ hứng thú để tham gia. Nhưng mà nếu ngược lại, nếu mình đưa một cái khoản phụ cấp thấp quá, tức là mình không có một cái chương trình hay cách thức nào động viên họ, thì coi như là họ cũng không hứng thú gì tham gia. Như vậy thì cái việc cái lý do thứ nhất là như vậy. Lý do thứ hai là khi mà làm công tác an toàn vệ sinh viên thì lát mình sẽ lướt qua, mình thấy nghĩa vụ của họ là làm gì? Đôn đốc nhắc nhở người khác. Vậy thì người lao động sẽ có một, hầu hết người lao động chúng ta thì không có cái tự tin vào chuyện này. Vậy thì rõ ràng thứ nhất là họ không có quyền, tại vì họ cũng chỉ là người lao động. Thứ hai là bản thân họ cũng không tự tin tại cái chuyện đi nhắc nhở đôn đốc người khác, tại vì họ thiếu một số vấn đề như kỹ năng chẳng hạn, tiếng nói không có, kỹ năng không có, kiến thức nhiều khi cũng không đủ, thời gian thì lại không hợp lý, đó khiến họ không không có hứng thú. Nên là tôi thấy có nhiều nơi thì cứ cứ lấy tổ trưởng tổ phó để tham gia, vì tổ trưởng tổ phó ít nhiều gì cũng có thời gian, ít nhất gì cũng có quyền 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 hạn nào đó, thì khi mà họ đi nhắc nhở người khác trong cái tổ làm việc thì nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà rõ ràng như vậy thì nếu lấy luật ra nói thì không đúng, tại luật yêu cầu là phải là lao động trực tiếp, tức là những mình hình 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 dung là lao động trực tiếp là những người sao trực tiếp tham gia vào cái quá trình sản xuất, tạo ra cái sản phẩm của công ty. Còn anh nào có chức danh quản lý thì cơ bản ta gọi là gián tiếp thôi. Như vậy thì cái tiêu chí đầu tiên thì tôi thấy mục đích của luật là hay đúng không, tại vì người lao động trực tiếp thì họ mới hiểu, cái họ nắm giống như họ hiểu được cái công việc đặc thù của khu vực đó, họ hiểu được những khó khăn, họ hiểu được những mong đợi của người lao động, thì họ sẽ nắm rõ hơn và họ kiến nghị nó đúng hơn, đúng bản chất hơn. Nhưng mà rõ ràng ngược lại là họ lại không có đủ quyền lực và thời gian, nên dẫn đến là cũng khó ha. Nên là hiện tại cái chỗ này tôi thấy nó thật là có nhiều công ty thì cũng cũng đang không, nó là làm muốn làm đúng cũng khó ha. Rồi điều kiện thứ hai đó là tự nguyện gương mẫu. Đó, tự nguyện gương mẫu và được bầu ra, thì đây nó có ba ý nhỏ. Tự nguyện gương mẫu thì gương mẫu thì cũng có thể được, nhưng mà tự nguyện và được bầu chọn thì cái này thì tôi cũng cũng thấy nhiều nơi thì cũng không làm được cái này. Nhiều khi tôi đi dạy nhóm 6 tôi hỏi là mấy anh tại sao được chọn vào đây, nó tôi đâu thấy chọn bầu chọn gì đâu, sếp tôi sắp xếp sao đó rồi đưa, đưa tôi vô danh sách rồi cho tôi đi học thôi, chứ tôi cũng không biết là có bầu bầu biết gì đâu. Như vậy thì bầu chọn đây có thể là chỉ có ông công đoàn, ông an toàn với cái ông quản lý khu vực đó, rồi nhìn coi trong cái tổ đó bạn nào được thì ba người đó bầu thôi. Chứ còn mình nếu mà bầu công khai minh bạch là bầu trong tổ đó thì chưa chưa biết là chưa chắc là có công ty làm. Vậy thì ở đây mình hiểu từ trong luật thì họ chỉ ghi bầu ra, thì còn bầu như thế nào thì luật không hướng dẫn, nên là tùy mỗi nơi thôi. Thì tôi thấy hầu hết là trường hợp như vậy. Điều kiện thứ ba đó là am hiểu về nghiệp vụ, am hiểu về nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động.
thì chúng ta biết cái từ này nó cũng lại cũng không dễ đúng không ạ? Nếu mà chọn là người lao động trực tiếp mà yêu cầu họ am hiểu nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động thì tôi nghĩ cũng cũng không được khả thi cho lắm. Nếu mà từ ngay ban đầu, kể cả những người như làm an toàn ở đây có anh chị học bảo hộ động vân vân, những cái nghiệp vụ về an toàn rồi chúng ta còn chưa nắm hết đây. Ở đây có cả những người đang là người huấn luyện an toàn đó. Mà những cái đợt sát hạch vừa rồi như tôi kể đó, có những cái nội dung mà các anh chị đâu có nắm đâu, vậy nghĩ sao mà an toàn về sinh viên nắm được. Thì tất nhiên cái câu này nó nằm ở mức chừng mực nào đó thôi, nó phù hợp với cái điều kiện thực tế thôi, chứ còn bây giờ mình yêu cầu họ nắm giỏi như là người làm chuyên trách thì tôi nghĩ chắc khó ha. Nên là mình có thể là ở các doanh nghiệp thì người ta phải 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 thành lập xong, người ta sẽ tổ chức các chương trình đào tạo huấn luyện để nâng cao nghiệp vụ của cái nhóm này. Chứ còn mà tiêu chí đầu tiên để chọn mà yêu cầu có nghiệp vụ ngay thì tôi nghĩ cũng khó. Rồi, như vậy thì sau khi chọn là bầu chọn mỏi như vậy thì quay lại các anh chị và đọc trong điều 74 của luật ha, thì mọi người sẽ thấy là gì? Trong luật quy định là mỗi tổ sản xuất trong giờ làm việc phải có ít nhất một người gọi là an toàn vệ sinh viên. Như vậy có nghĩa là trong công ty, nhà máy, xí nghiệp thì người ta sẽ chia thành nhiều tổ, nhiều bộ phận. Thì mỗi tổ như vậy thì sẽ trong giờ làm việc sẽ chọn ra một người, ít nhất một người. Vậy giả sử nếu trường hợp là công ty, cái xưởng đó, cái tổ đó làm việc nhiều ca trong ngày, ví dụ 2 ca, 3 ca, thì có nghĩa là trong bất kỳ ca nào cũng phải có một người làm an toàn vệ sinh viên, chứ không phải là cái tổ đó trong ngày chỉ có một người, ví dụ ca 1 có, ca 2, ca 3 không có là không đúng luật. Cứ mỗi, ý là trong giờ làm việc có nghĩa mình nghĩ là cứ công ty có sản xuất, cái tổ đó có sản xuất là phải có người làm an toàn vệ sinh viên và ít nhất một người. Như vậy thì nếu mà có điều kiện thì có hơi 2 3 người trong cùng một thời gian làm việc thì vẫn tốt thôi đúng không ạ? Tùy thuộc vào cái này tùy thuộc vào điều kiện thực tế của công ty thôi. Ví dụ tổ đó có 5 7 người, 10 người hay 15 người thì có thể một người, nhưng mà dù như cái những cái ngành như xưởng may chẳng hạn, tôi thấy có tổ có thể là 100 người. Như vậy thì cái việc mà bố trí một người làm an toàn viên có thể là sẽ không đảm bảo được cái bao quát được tình hình, thì có thể là lúc đó người ta sẽ chia, họ sẽ bầu nhiều hơn. Như vậy thì cái này cũng luật thì ghi là tối thiểu là một, còn thực tế thì tùy. Vậy thì khi mình đi huấn luyện thì mình cũng chia sẻ như vậy thôi, đó là quy định của trong luật. Anh chị về đọc là điều 74 thì họ quy định như vậy, còn thực tế doanh nghiệp tổ chức sao quan trọng là hiệu quả là được. Rồi thì trong luật họ quy định là sẽ 3 tiêu chí như vậy ha. Rồi ít nhất một người trong giờ làm việc tại một tổ, một cái khu vực sản xuất, và sau khi đó thì ban chấp hành công đoàn sẽ thành lập, sau khi mà có danh sách của từng tổ từng xưởng thì chúng ta ban chấp hành công đoàn sẽ ra một cái soạn thảo một cái quyết định, và ban giám đốc công ty tức là người sử dụng lao động sẽ quyết định thành lập cái mạng lưới này. Cái việc này là nếu mà gọi là bằng chứng tuân thủ là gì thì chúng ta phải ra một cái quyết định ha, bắt buộc phải ra một cái quyết định và do người sử dụng lao động ký chứ không phải do chủ tịch công đoàn ký nha. Có nhiều nơi cứ nghĩ là đặt dưới sự quản lý ông công đoàn nên là ông công đoàn ông ký thành lập là được. Ở trong luật họ ghi là người sử dụng lao động sẽ ra quyết định thành lập chứ không phải là ban chấp hành công đoàn. Rồi thì đó là sơ bộ về cái cấu cái gọi là đối tượng hay là cái điều kiện để thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, và cũng như là số lượng nó sẽ như thế nào, thì tất cả cái này nằm trong cái phần 7 điều 74 trong luật an toàn vệ sinh lao động. Về như vậy thì an toàn vệ sinh viên có những cái nghĩa vụ gì, thì đây mình đi qua phần nghĩa vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Thì và quyền lợi thì mạng lưới an toàn vệ sinh viên thì họ cũng có một số quyền, thì đây tôi chỉ quan tâm nhất cái quyền là được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Tại vì trước đây thì theo thông tư 01 trước đây thì năm 2001 2011 thì cái việc mà gọi là như thực hiện cái phụ cấp trách nhiệm cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên đó, nó sẽ bằng là 0,1% mức lương cơ sở, gọi là 0,1% hệ số lương hệ số gì đó, nói chung là xin lỗi, tức là bằng với hệ số gọi là phụ cấp trách nhiệm của người tổ trưởng, xin lỗi ha, tính chính là bằng bằng với lại cái phụ cấp trách nhiệm của người tổ trưởng. Như vậy thì có rất nhiều công ty nước ngoài chẳng hạn, là tùy công ty, tại vì phụ cấp theo mình hiểu là phụ cấp là một cái khoản mà do công ty tự quyết định và có thể có cũng có thể không, và mỗi công ty sẽ khác nhau. Như vậy thì sẽ có một số công ty họ không có trong cái quy chế trả lương, họ không có một cái khoản phụ cấp gọi là phụ cấp trách nhiệm. Như vậy thì nếu nói vậy thì cái ông này trả như thế nào? Do đó thì từ khi luật an toàn vệ sinh lao động ra đời thì họ bỏ cái khái niệm là phụ cấp bằng với phụ cấp trách nhiệm của người làm tổ trưởng, mà họ dùng một cái từ là
do ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận. À, như vậy cái này nó có cái hay nhưng mà cuối cùng nó lại có một cái dở, đó là có nhiều công ty thì họ đưa ra một cái mức rất là thấp. À, thì quay lại câu chuyện như tôi mới nói, tiếng nói của công đoàn ở đâu tôi không biết, nhưng mà tôi đi dạy thì có rất nhiều công ty cái phụ cấp của họ chỉ có 50.000 một tháng trời, mà có 50.000. Như vậy thì rõ ràng chứng tỏ là gì, ban chấp hành công đoàn ở đây họ họ không có đứng về người lao động, họ chỉ gọi là hợp thức hóa, giúp công ty hợp thức hóa cái việc này thôi. Chứ đối với tôi 100.000 một tháng thì 50.000 một tháng không có làm được cái gì, không có tạo được cái động lực nào đó. Như vậy thì tôi từng đi dạy cho công ty giày, công ty may đó, các bạn cứ tưởng tượng họ làm công nhân may, nếu mà họ bỏ ra một ngày 15 phút và một tháng 26 ngày, như vậy thì tổng thời gian họ bỏ ra mấy tiếng đồng hồ đúng không ạ, và họ đi làm công tác an toàn vệ sinh viên mà có được 50.000 thôi. Thì bây giờ thay vì họ đi làm an toàn vệ sinh viên, họ giữ cái khoảng thời gian đó mười mấy tiếng đồng hồ đó để họ làm gì, họ sản xuất, họ may, nhiều khi là cái tiền họ may được còn nhiều hơn gấp vài lần cái tiền phụ cấp. Như vậy thì nếu là tôi là công nhân may thì tôi sẽ không có tự nguyện, không có tham gia vào cái mạng lưới làm gì. Như vậy rõ ràng cái hôm nay Facebook cũng có một bạn hỏi là bạn đó không biết là các công ty đang phụ cấp bao nhiêu để bạn đó đề xuất với công ty. Đây rõ ràng cái việc phụ cấp này mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng đối với tôi nguyên tắc vẫn là làm thế nào để người tham gia cái mạng lưới này họ nhận được cái tiền đó mà họ thấy có, họ có động lực, để họ có nghĩa vụ hăng hái để họ thực hiện những cái nghĩa vụ của họ. Chứ còn nếu mình lập ra mà chỉ để cho vui thì là 50.000, chỉ tôi đối với tôi chắc chỉ để cho đúng luật, đây là thanh tra khách hàng hay gì đó kiểm tra là hỏi là có thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên hay không, có phụ cấp hay không, thì coi như mình đạt. Còn tại vì trong luật họ cũng không có chỗ nào nói là bị lỗi, bị phai điên, auditor cũng không có bắt được là lỗi là hoạt động không hiệu quả, người ta chỉ có thể bắt là có hoặc không có thôi. Nên là cái bằng chứng mà để tuân thủ, để mà thanh tra, để mà bị audit của khách hàng thì hiện tại nó quá dễ, chỉ cần có cái quyết định ban hành rồi có trong đó có phụ cấp là xong. Nên là đối với những trường hợp như vậy tôi chỉ cần nhìn vô cái mức phụ cấp và là mình có thể hiểu được là ở đây là cái công ty đó họ có quan tâm hay không. Rồi ở đây thì tôi chỉ nói ý đó thôi, còn những ý khác như là được dành một khoảng thời gian, được cung cấp thông tin gì đó, yêu cầu dừng công việc, được học tập bồi dưỡng gì đó, thì cái này mình đọc vô mình cũng phải hiểu ngay đúng không ạ. Thì đây tất cả những cái quy định về quyền trong cái luật an toàn vệ sinh lao động đối với an toàn vệ sinh viên. Chúng ta đi vào nghĩa vụ thì ở trong cái luật hiện tại thì người ta cũng ban hành cái gọi là cái bốn cái nghĩa vụ, họ đưa ra luật đưa ra bốn cái nghĩa vụ cơ bản của những người làm tham gia cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Cái thứ nhất đó là đôn đốc nhắc nhở hướng dẫn các thành viên trong cái tổ làm việc tuân thủ các quy trình về an toàn vệ sinh lao động, rồi các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. Nó năm nay là nhắc nhở mọi người trong cái khu vực quản lý của họ là tuân thủ các quy định về an toàn nội quy, máy móc thiết bị và phương tiện bảo vệ cá nhân, sử dụng đúng cách gì đó. À, thì đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là nhắc nhở những người cấp trên, ví dụ như là quản lý, đội trưởng, tổ trưởng, quản đốc gì đó cũng chấp hành quy định. Nên tôi hay nói nó ngắn gọn là gì, họ có quyền nhắc nhở bất kỳ ai vào nơi cái làm việc mà họ thấy rằng người đó không tuân thủ các quy định về an toàn, họ có quyền nhắc, kể cả lãnh đạo, kể cả khách hàng, kể cả nhà thầu đó. Như vậy nói nôm na là đây, đối với tôi đây là cái nhiệm vụ mà quan trọng nhất và thường xuyên nhất của người làm an toàn vệ sinh viên. Rồi như vậy thì đây là cái nhiệm vụ thứ nhất trong luật quy định. Nhiệm vụ thứ hai đó là giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình nội quy an toàn vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn đó. Như vậy thì cái phần này nó thật ra đối với tôi nó cũng na ná cái phần trên. Phần trên thì quan tâm nhiều vào vấn đề về hành vi đúng không ạ, nhắc nhở đôn đốc người ta thực hiện, tức nghĩa là tập trung vào quan sát hành vi của người lao động, của những người mà tham gia vào lao động ở nơi đó. Còn nhiệm vụ thứ hai là nó mang tính chất hơi hơi kiến thức, hơi chuyên môn một tí, đó là vấn đề về họ sẽ phải đánh giá được xem những cái tiêu chuẩn, quy trình nội quy mà công ty ban hành nó có phù hợp hay không, và nó có những cái thiếu sót gì không, nó có không đạt yêu cầu gì không, có vi phạm luật pháp hay không, để họ có thể kiến nghị. Nhưng mà đối với tôi thì cái này thật ra đối với người lao động trực tiếp, với trình độ người lao động trực tiếp ở Việt Nam mình hầu hết là lao động phổ thông. Ngày xưa giờ chắc từ đôi khi tôi nói thiệt là chưa bao giờ đọc mấy cái văn bản nhà nước bao giờ,
mà kêu họ đi nắm các tiêu, muốn giám sát thì phải nắm đúng không ạ, nắm được các tiêu chuẩn quy chuẩn đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái bài toán khó, kể cả những giảng viên huấn luyện an toàn, anh chị làm công tác chuyên trách về an toàn mà giờ hỏi là có nắm hết các quy chuẩn về an toàn không, cũng cũng đảm bảo là nhiều người vẫn chưa nắm hết. Thế thì yêu cầu một cái người an toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp lớp 6, lớp 7 mà đi nắm đọc đọc và hiểu hết những cái quy định đó thì cũng, tôi nghĩ cũng khó. Vậy thì ở đây khi mà anh chị đi dạy thì anh chị phải nói như vậy, tức là thực tế thì cái việc này rất là khó, nên là cơ bản đối với người an toàn vệ sinh viên thì họ nắm được các quy trình nội quy nội bộ về an toàn đã là mừng lắm rồi. Như vậy có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ tập trung nói về phân tích về vấn đề là quy trình nội quy an toàn. Thì mọi người cũng biết thì ở các nhà máy mà người ta muốn ban hành các nội quy quy trình làm việc an toàn thì họ phải dựa trên những cái cơ sở, một là luật pháp, hay là cơ sở về khoa học để họ đưa ra các quy trình nội quy đúng không? Như vậy thì nói nôm na là cái việc nắm tiêu chuẩn và quy chuẩn đối với tôi không phải là trách nhiệm của an toàn vệ sinh viên, đó là trách nhiệm của người làm công tác an toàn, những người có chuyên môn. Thì bản thân anh chị nào làm đã từng làm nhà máy về công trình xây dựng cũng vậy thôi, đó là chúng ta phải xây dựng được các nội quy quy trình về an toàn. Như vậy các quy trình nó nằm đâu thì khả năng là chúng ta sẽ dựa trên luật đúng không ạ? Như vậy thì luật đây chính là quy chuẩn tiêu chuẩn. Vậy đối với tôi người nắm tiêu chuẩn quy chuẩn phải là người làm công tác an toàn. Người làm công tác an toàn sẽ dựa trên những cái tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan của nhà nước cộng với hướng dẫn của nhà sản xuất nếu mà xây dựng quy trình cho máy móc, rồi của tập đoàn vân vân, rồi những cái chia sẻ trên các diễn đàn hay là những cái công ty tổ chức tư vấn về an toàn, từ đó mới viết ra những cái quy trình nội quy cụ thể cho người lao động thực hiện. Như vậy đứng ở góc độ người làm an toàn vệ sinh viên thì chỉ cần thứ nhất họ nắm được cái quy trình đó, họ hiểu nó và họ phân tích được, họ đánh giá được xem các nội quy quy trình mà những cái phòng an toàn đưa ra nó có phù hợp với thực tế hay không để họ giám sát việc thực hiện, cũng như là kể cả là việc họ đánh họ họ có quyền đề nghị cải tiến hoặc sửa chỉnh sửa quy trình cho phù hợp. Thì cái này hồi xưa tôi mới đi làm, lúc thời điểm tôi mới ra trường thì tôi cũng hay hay có một cái bệnh, đó là cái bệnh là mình soạn quy trình nó hơi lý thuyết, tức là mình đọc quy trình, đọc quy chuẩn, đọc tiêu chuẩn, đọc tài liệu tập đoàn vân, mình dựa trên đó mình dịch mà mình gần như mình sợ thiếu cái gì, mình cũng sợ thiếu, mình đưa vô rất là nhiều thứ. Nhưng mà trong thực tế thì cái máy ở công ty mình đôi khi nó đơn giản hơn cái quy định trong nhà nước rất nhiều, hoặc là trong quy định tập đoàn rất nhiều, nên mình không chịu đơn giản hóa, cái gì phù hợp thì mình đưa vào nội quy, cái gì không liên quan mình bỏ ra đó. Đôi khi là mình cứ gom hết vô thì làm cho cái nội quy quy trình nó rất là dài hoặc là nó phức tạp. Hay có một số trường hợp là vì bị máy móc quá lệnh lên trên mạng dịch lộn được một cái nào liền nó na ná cái dịch rồi xong rồi để giao xuống cho nhân viên họ làm, nhưng mà có những trường hợp như vậy thì nó lại không thực tế, nó không phù hợp, đôi khi nó lại sai nữa, sai với thực tế, có thể dẫn người ta làm theo cái quy trình của mình có thể đang dẫn đến tai nạn. Như vậy an toàn vệ sinh viên ở đây làm gì đó, họ phải là người có, họ là lao động trực tiếp mà họ vận hành được cái máy đó, nên họ về mặt nguyên tắc họ cũng sẽ biết được làm như thế nào là an toàn. Có thể họ chưa được đọc cái nội quy đó hay chưa nắm cái nội quy đó, nhưng mà bản thân họ là những người có am hiểu và gương mẫu về về an toàn đúng không, và họ đã làm việc cái đó nên chắc chắn họ cũng sẽ biết được cái quy trình vận hành nó hợp lý, nó an toàn hơn là những cái người mà ngồi trên bàn giấy hay là như anh em làm công tác an toàn. Nên là cái việc giám sát đây đối với tôi nó có cả hai hướng, đó là giám sát xem coi những cái quy trình nội quy mà phòng an toàn đưa ra nó có phù hợp hay không, và họ có quyền kiến nghị đính đính chính nếu mà nó có thiếu sót hoặc nó có không phù hợp. Được. Thứ hai nữa là họ giám sát việc tuân thủ các quy định này của nhân viên, những cái quy trình nội quy mà đã được ban hành thì họ họ phải giám sát xem nhân viên họ có làm đúng hay không, có những cái vi phạm nào rồi đó, để mà có thể là đưa ra những cái biện pháp kiểm soát. Nếu mà đối với hành vi thì chúng ta phải có những cái biện pháp xử lý phù hợp, nhắc nhở, đào tạo hay là xử lý phù hợp. Thì đây là cái trách nhiệm thứ hai. Trách nhiệm thứ ba đó là tham gia xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, tham gia hướng dẫn các biện pháp làm việc an toàn đối với lao động mới làm việc ở tổ. Ở đây thì như vậy, ở đây có hai ý lớn. Ý nhất là tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, thì bữa sau mình sẽ nói về, có một buổi mình nói về kế hoạch an toàn, ở đây mình chỉ nói về mặt tổ chức nên là tôi sẽ không phân tích sâu về kế hoạch an toàn ở đây, nên tôi sẽ không hỏi anh chị về cái này, để bữa sau mình có một
Bởi chắc là buổi tiếp theo hoặc là buổi tiếp theo gì nữa đó thì chúng ta sẽ nói về tới cái nội dung là kế hoạch an toàn là gì và làm thế nào để xây dựng vân vân. Thì mình hiểu hôm nay là đây á, hàng năm thì công ty phải có một cái kế hoạch an toàn. Vậy thì cái mạng lưới an toàn về sinh viên này họ cũng sẽ tham gia. Tất nhiên tham gia bằng cách nào thì có rất nhiều cách để mà nếu mà anh chị đi dạy mà người ta có hỏi mình thì mình khả mình chia sẻ như vậy. Đối với tôi thì tôi trả lời như vậy. Có rất nhiều cách để mình kêu gọi sự tham gia của người an toàn vệ sinh viên trong cái kế hoạch an toàn của công ty. Tùy thuộc vào cách thức quản lý về hệ thống an toàn của công ty thôi. Nhưng mà cách bình dân học vụ và cách đơn giản nhất và không cần phức tạp đó là có thể là họ sẽ tham gia vào cái việc là góp ý kiến thông qua những cái cuộc họp với bộ phận an toàn. Ví dụ như là hàng 6 tháng, hàng 3 tháng tùy công ty hoặc là hàng năm, nói chung là tùy. Thì có thể là ban chấp hành công đoàn phối hợp với phòng an toàn mình sẽ thành mình tổ chức một cái cuộc họp một cuộc họp về gì ở kế hoạch gọi là gì đó chương gọi là gì nhỉ cuộc họp để lấy ý kiến người lao động để xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động chẳng hạn. Ví dụ bây giờ là tháng 11 này, có thể là tháng 11 này các bạn có thể tổ chức bạn nào mà đang làm nhà máy mình có thể thử ha, ví dụ là mình sẽ tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Như vậy thì mình sẽ mời hết tất cả an toàn vệ sinh viên lên đó, rồi mọi người mình sẽ nói định hướng của công ty đó, định hướng của công ty là mục tiêu của công ty, định hướng của công ty trong năm tới như thế nào, rồi để họ nghe được cái định hướng như vậy thì họ xem coi ở cái khu vực họ quản lý có những cái vấn đề nào nó có liên quan đến định hướng mục tiêu đó và họ sẽ đề nghị mình, họ sẽ đưa cho mình cái những cái đề xuất của họ. Ví dụ mình nói là mục tiêu của năm tới của công ty là vấn đề về gì đó cải thiện điều kiện làm việc chẳng hạn. Đó, thì bây giờ anh chị xem coi cái khu vực làm việc của anh chị có những cái yếu tố có hại nào mà nó còn tồn tại và chưa khắc phục được và nó ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm việc của anh chị thì có thể là mình liệt kê ra mình nêu ý kiến ra đó. Dù vậy thì có thể an toàn vệ sinh viên họ họ sẽ căn cứ trên cái mong đợi mình, cái mục tiêu mà mình chia sẻ như vậy, họ sẽ phát biểu à khu vực tôi có cái khu vực này cái máy kia vân vân lặp lặp ha. Thì lúc đó cứ như vậy mình sẽ lấy được hết tất cả những cái ý kiến đóng góp của cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên, sau đó mình tổng hợp lại rồi sau đó mình đi thẩm định những cái họ đề xuất, họ những cái yêu cầu là nó có thuộc về cái mức độ đúng như họ nói hay không, có cái mức độ cấp bách như thế nào, giống như mình làm đánh giá ROI vậy, mình thẩm định lại xem cái này có rủi ro cao hay không, cái mức độ cần thiết cần phải làm gấp hay không vân vân, ngân sách tính khả thi dự án bao nhiêu tiền vân vân. Đó thì mình thấy cái nào phù hợp với cái mục tiêu và ngân sách mình có thì mình bộ phận an toàn họ sẽ đưa vào cái kế hoạch để an toàn để trình cho ban lãnh đạo duyệt đó. Như vậy thì đối với tôi đó là cách mà đơn giản nhất để mình kêu gọi sự hay là mình để đảm góp phần là giúp cho người an toàn vệ sinh viên họ sẽ tham gia vào cái kế hoạch này chứ không phải là chỉ có phòng an toàn rồi hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở gì đó ban chấp hành công đoàn tự tự đề xuất rồi tự đưa ra kế hoạch thì nó lại không đi sâu đi sát, không đi vào thực tế mong đợi của người lao động. Hồi chiều tôi đi dạy thì có một chị bà nói vậy đó, nói là kế hoạch thì phải xuất phát từ chúng tôi, tại vì cái người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là chúng tôi chứ đâu phải là mấy ông quản lý đâu. Nên là nhiều khi mấy anh cứ ngồi trên phòng mấy anh tự vẽ ra à, mục tiêu 10 năm, 5 năm nghe nó cao siêu nhưng mà những cái cơ bản nhất chúng tôi muốn thì mấy anh lại không không đề cập trong kế hoạch. Thì tôi nghĩ cái ý kiến đó là hoàn toàn chính xác. À, nhiều khi là mình đôi khi mình tầm nhìn mình vĩ mô quá. À, nhiều bạn làm an toàn tầm nhìn 5 năm 10 năm không tai nạn này xây dựng văn hóa an toàn thì rất là ghê nhưng mà nhiều khi là cái thực tế lại không không nắm, trong khi người lao động thì họ họ là những người tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm có hại hàng ngày, họ chỉ quan tâm làm thế nào giải quyết những cái họ đang vướng phải là họ đã mừng rồi. Còn chuyện vĩ mô thì nói thẳng là những cái nhỏ mình chưa làm được cho người lao động thì những cái xây dựng những cái chương trình vĩ mô thì nó lại cho trên giấy tờ cho đẹp thôi chứ còn chắc chắn là cũng sẽ khó làm được tại vì người lao động họ không tin đúng không. Ờ, thì đối với tôi thì đó là cái cách đơn giản nhất mà mình có thể mình gọi là mình lấy ý kiến để mà người an toàn vệ sinh viên họ góp tay vào cái việc xây dựng kế hoạch. Còn cái việc tham gia xây dựng hướng dẫn cho người lao động mới thì cái này tôi thấy là nhiều công ty cũng đã làm ha. Có nghĩa là mỗi mỗi nhân viên bữa sau tôi sẽ có thể thật ra tôi có một cái clip ở trên trên YouTube rồi đó ha. Đó là chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức huấn luyện nội bộ à, thì cái nào cái này liên quan cái phần đó các bạn có thể xem lại cái clip đó. Nên có nghĩa là ngày xưa tôi làm thì
những cái huấn luyện về an toàn thì được chia thành hai nhóm ha. Gọi là huấn luyện an toàn chung mang tính chất gọi là giới thiệu và những cái quy tắc chung, những cái quy trình chung, nội quy chung của công ty, định hướng chung để người lao động họ hình dung được câu chuyện là mức độ quan trọng và ý nghĩa, mục tiêu, mục đích của công tác an toàn, để họ hiểu hơn, họ quan tâm đến công tác an toàn hơn, hoặc cũng như họ chấp hành nghiêm chỉnh những cái quy trình nội quy về an toàn hơn. Đó. Để tức là nói về aware thôi ha. Tức là mình nhận thức thôi. Còn những cái hướng dẫn an toàn cụ thể để vận hành máy móc thì chắc chắn là những người làm công tác an toàn không thể nào rành, gọi là giỏi bằng những người, nói thẳng là đôi khi cũng không chưa biết làm như nào cho đúng, chỉ có thể là trên trên quy trình nói vậy thôi, chứ còn kêu xuống dưới xưởng vận hành, ví dụ như là an toàn nhân viên, an toàn bây giờ kêu lái xe nâng đâu lái được nó như vậy, thì rõ ràng trong khi mình viết ra cái quy trình lái xe nâng mà mình không có lái được thì mình đi dạy người ta cũng đâu tin. Như vậy thì đối với tôi thì, và trong luật họ cũng ghi ha, vậy thì cái việc mà hướng dẫn cho những cái quy định về an toàn mà liên quan công việc á, thì chúng ta nên phân công cho cái người quản lý trực tiếp và cái an toàn viên, an toàn vệ sinh viên khu vực đó thực hiện, thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không? Thứ nhất là họ dạy theo, tất nhiên mình cũng phải đảm bảo rằng là họ dạy đúng quy trình, đúng nội quy. Cái này thì mình logic mình hiểu thôi, an toàn vệ sinh viên là những người gương mẫu mà, đúng không, có nghiệp vụ chuyên môn rồi, nên mình hiểu rằng à họ cũng nắm được quy trình, tất nhiên họ phải nắm được chuyện đó, và như vậy thì họ họ nắm được quy trình, họ nắm được vận hành thực tế, thì họ hướng dẫn nó sẽ hiệu quả hơn. Tôi hay gọi là cầm tay chỉ việc, lúc nào nó cũng hiệu quả hơn đối với việc là cho vào một cái phòng chiếu máy chiếu và xem phim mà hình ảnh minh họa, chắc chắn nó sẽ không hiệu quả bằng kéo xuống xưởng. Ok, xưởng này có những cái quy định gì về an toàn, máy móc ra làm sao, vận hành như thế nào cho đúng quy trình an toàn, người an toàn, người sinh viên lấy ra chỉ, đến hiện trường chỉ từng bước một, chắc chắn là cái việc nắm bắt nó sẽ nhanh hơn. Nên là tôi hoàn toàn nhất trí với luật đó, tôi rất thích cái ý này trong luật, đó là cái việc huấn luyện an toàn không phải là của tổ chức bên ngoài. Tất nhiên tổ chức bên ngoài huấn luyện trước khi bố trí công việc theo luật thì chúng ta phải làm rồi, nhưng mà để mà huấn luyện mà nó mang tính chất phù hợp thực tế thì cái việc huấn luyện theo quy định nhà nước thì nó sẽ không đảm bảo, tại vì thời gian quá ngắn. Nên là cái việc huấn luyện mà hay nhất đó là vẫn là huấn luyện nội bộ, và được thực hiện bởi không phải chỉ là phòng an toàn, mà là phải thực hiện bởi cái người quản lý khu vực và cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên khu vực đó ha, thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi như vậy thì đây là cái nhiệm vụ thứ ba của an toàn vệ sinh viên. Nhiệm vụ cuối cùng đó là kiến nghị đối với người quản lý cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ BHLD. Đó đó mọi người, ở đây có ai biết chế độ BHLD là chế độ gì không ạ? Bảo hộ lao động. Ok rồi, vậy thì bạn nào liệt kê giúp tôi những chế độ nào được xem là chế độ bảo hộ lao động? Liệt kê giúp chế độ nào là chế độ bảo hộ lao động ạ? Thầy 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 nào giảng viên nào giảng viên nào liệt kê giúp, và thế nào là bảo hộ lao động, mà chế độ bảo hộ lao động mọi người ơi. BBA. Bieber là cái gì bạn? Thảo, Thảo gì Thảo? Bieber là cái gì Thảo? Personal protection Ok, rồi. equipment. Trình độ tiếng Anh cũng ngang ngửa với mình á. Ok rồi ha, personal protective equipment đúng không, rồi PPE rồi, ok rồi, PPE là một cái chế độ bảo hộ lao động, ngoài ra còn gì khác không ạ? À? Có nhiều người nhầm cứ chế độ bảo hộ lao động là gần như là tôi hỏi 10 người thì 9 người trả lời là à là cắp giày áo nón gọi là chế độ bảo hộ lao động. Theo em thì Mà nói đi. Trang hâm ảnh gì đó. dạ thì theo em thì chế độ bảo hộ lao động thì nó gồm nhiều cái như là thời gian làm việc nghỉ ngơi, là phúc lợi đối với người lao động nữ hay là trẻ em dưới 16 tuổi, thì nó gồm rất là nhiều thứ trong đó. À, ok. Rồi, thì nếu mà Và ai khi chúng là bồi dưỡng về chế độ độc hại nguy hiểm cho cái người làm công việc nhà nhọc cũng là chế độ bảo hộ lao động luôn ạ.
À, ok, rồi. Như vậy rõ ràng nếu mà ai mở cái chương 2 đúng không ạ? Chương 2 của luật an toàn vệ sinh, chương 3 chứ lộn, chương 2 nhỉ? Chương 2 và chương 3 thôi, cả hai chương luôn. Thì nếu mà ai đọc nắm luật an toàn vệ sinh lao động rồi thì mình sẽ thấy trong luật an toàn vệ sinh lao động sao ạ? Họ liệt kê rất nhiều cái chế độ gọi là chế độ về bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động đúng không ạ? Vậy thì như Mạnh nói đó, các bạn mở hết cái đọc hết trong chương 2 và chương 3 cái gì mà nhà doanh nghiệp phải làm để mà sao để mà giúp cho người lao động, tức là để mà phục vụ cho lợi ích của người lao động, giúp cho người lao động tốt hơn, an toàn hơn gì đó ha, thì tất cả những chế độ đáp ứng quyền lợi của người lao động như vậy mà liên quan đến công tác phòng ngừa tai nạn, bảo vệ sức khỏe của người lao động thì tất cả cái đó được xem là chế độ bảo hộ lao động. Như vậy thì hỏi là có bao nhiêu thì rất là nhiều đúng không? Có nhiều người bảo là tới mười mấy cái chế độ luôn cả. Đó. Vậy thì trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cũng là một chế độ. Rồi như Mạnh có nói là cái gì? Trong chế độ về chăm sóc sức khỏe, rồi thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, rồi vấn đề về bồi dưỡng hiện vật, rồi vấn đề là gì nữa? Thai sản, vân vân, rồi lao động trẻ em, lao động vị thành niên, vân vân, rất rất nhiều thứ. Rồi rồi một cái nữa là mà mình cũng hay gặp, gọi là không gặp thì thường xuyên nhưng mà cũng hay quan tâm, đó là vấn đề về chế độ dành cho người bị tai nạn lao động đúng không, bị bệnh nghề nghiệp đó, thì người lao động được cái gì đó. Thì như vậy tóm lại là có rất nhiều cái chế độ mà doanh nghiệp phải áp dụng cho người lao động, thì tất cả những cái đó mình gọi chung là chế độ bảo hộ lao động. Thì đây ý trong luật là họ yêu cầu là cái người an toàn vệ sinh viên phải nắm cái này để kiến nghị, nhưng mà thật sự thì ở đây anh chị làm, chúng ta làm người chuyên trách này, rồi giảng viên nữa, mà bây giờ tôi tin rằng trong trong lớp mình, trong nhóm của mình đây, giờ kêu mà liệt kê hết và nắm hết thì đảm bảo là chúng ta cũng không nắm hết. Như vậy dẫn đến câu chuyện là mà mình không nắm thì lấy đâu ra mà cái ông an toàn vệ sinh viên ông nắm được đúng không ạ? Như vậy thì đôi khi là trong luật ghi như vậy nhưng mà trong thực tế thì đúng là để mà nhân viên an toàn vệ sinh viên họ nắm được là cả một cái vấn đề đó. Do đó thì ở đây tôi hay ghẹo mấy anh an toàn, nhiều khi là mấy anh còn chưa nắm rồi mà yêu cầu người ta nắm sao được. Kể cả nhiều khi mấy ông công đoàn cũng không nắm hết, tại vì phải là không không có thường xuyên áp dụng. Vậy tóm lại ở đây mình phải hiểu là công ty phải có một cái có thể là ông bên ban chấp hành công đoàn họ phải có một cái chương trình hướng dẫn hoặc chia sẻ tất cả những cái chế độ này dành cho người lao động, đặc biệt là an toàn vệ sinh viên, để từ đó an toàn vệ sinh viên họ nắm và họ sẽ biết cái nào đúng đó, cái nào là đúng quy định pháp luật, đâu là quyền của họ, thì để từ đó họ mới xem coi công ty có áp dụng đúng hay không, cái gì chưa để họ kiến nghị. Thì đây là cái trách nhiệm mà đối với tôi thì tại sao mà chúng ta thấy rằng trong cái nội dung cái khung chương trình huấn luyện của Nghị định 44 mà yêu cầu là chúng ta phải để có nói về chế độ dành cho người lao động là như vậy, tại vì chúng ta không nói thì người lao động sẽ không biết. Ở Việt Nam mình anh chị biết rồi, luật pháp thì nhiều, văn bản thì nhiều, mà cái cách tiếp cận thì nó cũng không được công khai một cách gọi là có một cái hệ thống, hay là cái việc truyền tiền của nhà nước nó cũng chưa đến tay của người lao động, chủ yếu ở thông qua là các cái buổi huấn luyện đúng không, rồi cái sự tham gia của ông ban chấp hành công đoàn. Nhưng mà nếu mà cái chương trình huấn luyện bị rút ngắn lại nè, hoặc là ông ban chấp hành công đoàn họ cũng bị chi phối bởi ban giám đốc hay đôi khi như vậy, thì cái việc chia sẻ đến tay của người lao động nó cũng rất là hạn chế. Vậy thì cái này là nó thật là ở nhiều công ty vấn đề này nó cũng còn chưa tốt. Rồi như vậy thì cơ bản đây là cái trong luật đó tôi chia sẻ về về quy định của nhà nước về việc thành lập cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cũng như là quy định về quyền và nghĩa vụ của người làm công tác an toàn vệ sinh viên. Thì cái này phần này các anh chị có thể sử dụng cái những cái nội dung này trong cái chương trình huấn luyện của nhóm 6 á. Sau này nếu mà ai anh chị nào có đi huấn luyện nhóm 6 thì có thể mình sẽ trình bày ở phần cái việc mà an toàn vệ sinh viên, thì chúng ta sẽ chia đầu tiên chúng ta sẽ nói về giới thiệu về cái điều kiện tiêu chuẩn của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, quy định về việc tổ chức thành lập, rồi quyền và nghĩa vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Rồi thì đó là phần đầu tiên mà anh chị có thể là mình đưa vào cái bài giảng nếu mà anh chị đi dạng nhóm 6. Rồi tiếp theo nữa là một cái bữa trước thì có một bạn hỏi là tôi nhớ là Phúc hay ai nha, hỏi nha cái việc là bây giờ làm thế nào để mình chứng minh là ở công ty mình có thành lập
hội đồng an toàn vệ sinh viên, rồi có người làm chứng minh, có ai làm công tác an toàn chuyên trách, rồi an toàn vệ sinh viên như thế nào, đúng không ạ? Thì bữa trước thì tôi có chia sẻ là có rất nhiều cách có thể là mình sẽ chứng minh. Ví dụ mình có quyết định thành lập, mình có trong bản mô tả công việc, trong hợp đồng lao động, trong cái quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chung của công ty, gọi là học trạng của công ty, đúng không? Có rất nhiều cách để bạn chứng minh. Thì ở đây mình không có nhiều thời gian thì thôi chỉ gợi ý một số cái cách thôi. À, ví dụ trên màn hình các bạn thấy đây, đây là một cái mẫu ví dụ thôi ha. À, về cái quyết định bổ nhiệm cái chức danh là vì liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, tức là trong luật họ dùng là nhóm 2 đó, người làm công tác an toàn nè ha. Thì đây là một cái ví dụ thôi. Đó thì ví dụ đây là một cái firm để ra quyết định là cái anh nào, chị nào đó, gọi là được giao cái công việc là làm chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động. Tất nhiên đây thì chức vụ thì có thể là nhân viên, trưởng phòng, giám sát và trưởng nhóm, giám sát gì đó vân, mỗi công ty sẽ có chức danh. Nhưng nói nôm na thì đây là một cái firm để chứng minh là để chứng minh nếu có thanh tra có hỏi ở đây ai làm công tác an toàn, bằng chứng đâu, thì có thể mình chỉ cần đưa cái tờ này ra. Tất nhiên phải kèm với cái quyết định, anh chị thấy cái điều số 2 tôi có ghi là đến kèm quyền và nghĩa vụ thêm một cái quyết định. Có thể là mình tùy thôi ha. Ví dụ đây là một cách, tức là cái quyết định bổ nhiệm nó là một cái quyết định riêng, cái quyết định về phân công trách nhiệm nó là một quyết định riêng, hoặc là mình gom vào luôn, có thể nằm trong cái phần phụ lục chẳng hạn. Ví dụ như là theo phụ lục của đính kèm của quyết định này chẳng hạn. Thì cái này tôi chỉ là một cái ví dụ mẫu thôi, không nhất thiết là chúng ta phải làm y chang cái nội dung này, nhưng mà tinh thần là mình phải có một cái cách nào đó để mình chứng minh là công ty mình có thành lập. À, thì thông thường mình ra quyết định là cách phổ biến nhất và đơn giản nhất để mình chứng minh, đúng không? Nó mang tính chất là thống nhất hơn là cái việc mình nằm rải rác ở nhiều nơi. Rồi ví dụ như vậy thì đây là quyết định bổ nhiệm thôi. Rồi phân công nhiệm vụ thì các bạn cũng phải ra một cái quyết định. Ví dụ đây tôi có một cái ví dụ mẫu về quyết định tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm quản lý. À, thì đây có thể là tất tần tật về hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở, bộ phận y tế, bộ phận an toàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tất tật. Thì các bạn hãy đưa trong một cái quyết định thôi, có với tôi như vậy cũng được. À, rồi ví dụ mình trong đây sẽ có về cơ cấu tổ chức, ông nào làm cái gì, rồi nhiệm vụ của từng cái nhóm người như vậy làm cái gì. Đó, thì chúng ta bê nguyên trong một cái quyết định. À, thì còn nè, quyết định này chi tiết nằm trong phụ lục của quyết định này, ví dụ vậy. Thì các bạn cũng được. À, như vậy một quyết định cũng được, hai quyết định cũng được, n quyết định cũng được, tùy thuộc vào bên mình muốn hình thức bên mình sao thôi. Chứ còn về đối với luật thì họ cũng không có bắt buộc phải tách ra từng quyết định hay là bắt buộc phải có quyết định hay không, vân vân. Nói chung là có rất nhiều cách. À, ở đây nhân chỉ gợi ý cho mình cái cách đơn giản nhất và nhanh gọn nhẹ nhất thôi, đó là cứ ra quyết định. À, còn vấn đề quyền và nghĩa vụ, quyền gì, nhiệm vụ của bộ máy này được quy định chi tiết phụ lục số 2 chẳng hạn, thì đối với luật pháp đã có sẵn quyền và nghĩa vụ của từng mạng từng nhóm rồi, đúng không? Thì chúng ta cách thứ nhất đơn giản nhất là chúng ta cứ copy hết, copy paste, rồi copy paste cái nào là quyền, cái nào nghĩa vụ trong luật thì chúng ta copy vào là xong. Còn công ty mình có thêm những cái quy định khác, những cái quyền và nghĩa vụ khác ngoài những cái quy định của luật thì chúng ta đưa thêm vào, đúng không? Có nhiều công ty họ có những cái hệ thống riêng, tiêu chuẩn riêng, họ sẽ ghi trong đó là ngoài cái việc tuân thủ quy định pháp luật nhà nước rồi phải tuân thủ theo các quy định của tập đoàn vân vân ABC, thì cái đó mình thêm bớt vào thôi, nhưng tinh thần là mình cứ giữ nguyên gần như những cái quy định trong luật là có thể cũng là một cách để mình gọi là làm nhanh. Đối với tôi thì những cái ý trong luật thật ra các bạn đọc kỹ chính cái nghĩa vụ của mình thì đối với tôi thì gần như là cũng bao quát hết rồi. Hay là an toàn vệ sinh viên, hay là ông công đoàn, hay ông hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở, thì chúng thấy nó nhiệm vụ nó cũng na ná nhau và nó cũng gần như bao quát hết những cái gì chúng ta làm. Có khác chăng là nhiều khi các bạn viết theo cái kiểu cụ thể hơn so với luật, luật thì nó dùng từ rất là khái quát, còn đôi khi là các bạn về các bạn viết là nó gọn hơn, hoặc là lại không gọn hơn, xin lỗi, mà là chi tiết hơn. Ví dụ hồi chiều tôi thấy trên trên group nào đó, trên group một cái group về trách nhiệm xã hội hay gì đó, có một bạn bạn nói là bạn đang phân công chi tiết lại cái trách nhiệm của từng thành viên trong cái hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở. Thì tôi chưa có lướt qua, nhưng mà ý bạn nói là bạn dùng file Excel, thì tôi nghĩ là có thể là gạch đầu dòng ha, là ông này làm gì, KPI là gì, rất là chi tiết.
À, có thể chi tiết hơn rụt rụt rất là nhiều, có thể là diễn giải bằng những cái KPI, những cái performance mà phải đong đo đếm lượt luôn, chứ không phải chỉ chung chung như luật. Chúng ta rõ ràng nếu mà đọc luật thì những cái nhiệm vụ nó ghi rất chung, bây giờ đo lường như thế nào cũng rất khó, nên nhiều công ty họ sẽ từ cái ý đó người ta sẽ viết thành cái dạng là bộ mình, tức là ok bằng chứng để chứng minh làm được cái này là cái gì đó, ví dụ như là không tai nạn, không có bị phạt, rồi 100% được huấn luyện hay là được kiểm định hay cái gì đó, họ đưa ra những cái con số gọi là KPI để họ đánh, họ phân công cho từng người, và người nào mà làm đúng tất cả, đạt được những cái KPI đó trong cái thời gian mà quy định thì coi như là đạt yêu cầu đó, thì là đáp ứng được cái trách nhiệm của mình. Như vậy thì cũng có rất nhiều cách để các bạn trình bày ha. Nhưng mà muốn trình bày cho nó đáp ứng được văn hoa, cho nó gọi là official, cho nó theo luật, thì chúng ta có thể viết theo dạng quyết định, thì và sau đó mình copy paste những cái điều khoản trong luật vô, thì nó nhìn rất là formal đúng không, rất là chỉnh chu. Nhưng mà đôi khi chỉnh chu theo kiểu luật pháp thì nó lại rất khó để mình đánh giá cái việc họ có hoàn thành trách nhiệm hay không, nên là cách thứ hai đối với tôi vẫn thích hơn, đó là ngoài cái quy định chung, chúng ta nên có những cái KPI riêng cho từng nhóm, từng bộ phận, từng người, và cuối năm người ta sẽ đánh giá cái mức độ hoàn thành trên cái KPI đó, thì nó sẽ dễ hiểu hơn, và nó dễ để thuyết phục hơn và công bằng hơn, nếu mà gọi là có vấn đề bị thi đua khen thưởng ở đây. Chứ còn đi chung chung mà hỏi cuối năm anh có hoàn thành trách nhiệm hay không thì rất là khó để mà nói. Ok rồi, thì đây tôi chỉ đưa ra vài cái ví dụ thôi ha. Thì đây, trong luật thì liên quan tới an toàn vệ sinh viên thì họ có yêu cầu là người sử dụng lao động đúng không, sẽ ra quyết định thành lập cái mạng lưới an toàn sinh viên, cũng như là ban hành cái quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Như vậy thì trên màn hình cũng là một cái quy chế mà nó mang tính chất formal. Formal đây là tụi nó chỉnh chu về mặt câu chữ, điều 1, điều 2, vân vân. Thì cái này là viết theo cái kiểu hơi hướng là liền viết theo luật. Mà viết theo luật thì nó phải phải chỉnh chu như vậy. Nhưng mà để mà nhân viên mạng lưới an toàn vệ sinh viên họ hiểu và họ làm được, thì đôi khi đọc cái này vô nó cũng quá chung chung, nên là đối với tôi riêng cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên thì chúng ta nên ngoài cái việc copy bốn cái điều khoản trong cái điều 74 đó, phần nghĩa vụ đó, thì chúng ta cũng nên rõ ra, có thể là rõ ra những cái tiêu chí nào đó để chúng ta có thể là động viên khen thưởng ngoài cái tiền phụ cấp đó. Thì con làm hồ quá, con xuống dưới nhà dưới con chơi nha, xuống dưới nhà dưới con chơi đi, để ba làm việc một xíu nha, để nó xuống nha. Rồi rồi, như vậy thì trên màn hình tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ về các tiêu chí khen thưởng. Thì hồi chiều tôi có đi dạy cho một công ty ở Bình Dương, thì về an toàn vệ sinh viên thì ở đây họ làm rất là hay. Thì cái chị ở trong học viên bảo thầy đi thầy quảng cáo cái cách làm của công ty em cho nhiều công ty làm nha, em thấy công ty em làm rất là hay. Tôi không biết là cái chị đó chị ghẹo mấy cái anh an toàn ngồi giám sát lớp học hay là nói thật, tôi không biết. Nhưng mà khi tôi hỏi thì chị đã trả lời rất là tự tin và rất là thoải mái, đó là họ sẽ ngoài, các bạn nhớ lại trong cái phần quyền ha, là an toàn vệ sinh viên có phụ cấp đúng không ạ. Vậy thì phụ cấp thì có thể là để đưa trong cái quy chế luôn, thì nó nếu mình tăng giảm thì nó cũng người này có người kia không thì nó lại sợ vi phạm luật đúng không? Như vậy thì người ta sẽ đưa ra một cái phụ cấp chung, gọi là mức chung, là ai tham gia cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên hàng tháng có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hay không thì cũng được một số tiền, đó ví dụ 200.000 như vậy ha. Rồi ngoài ra đối với những người nào mà làm tốt hơn những người khác, ví dụ như trong cái nhóm an toàn vệ sinh viên của công ty mình có 20 người, 30 người gì đấy, thì hàng tháng mình sẽ có một cái giải thưởng, một vài giải thưởng dành cho những người làm tốt trong cái nhóm đó. Như vậy làm thế nào để mình đánh giá được cái nhân viên đó có làm tốt hay không? Thì tất nhiên chúng ta phải cần có những cái KPI để chúng ta đong đong đo lường đúng không ạ? Thì đây tôi chỉ là ví dụ thôi ha. Đây là ví dụ về năm tiêu chí. Có thể để mình đánh làm gì, mình đánh giá à, để mình đánh giá là cái người đó sẽ được thêm ngoài cái tiền phụ cấp cố định 100.000, 200.000 gì đó, chúng ta phải là thêm cái mức gọi là mức tôi hay gọi là mức gì đó, mức thưởng à, ví dụ thưởng thêm 500.000 hoặc là hưởng hưởng thêm 400.000 hoặc hưởng thêm 300.000 gì đó vân vân đó, còn vân vân ha, tùy tùy vào công ty thôi. Thì mức tôi cũng chỉ là ghi cho vui cho mọi người hình dung thôi.
Đó, thì ví dụ như là mình sẽ đưa ra năm cái KPI đúng không? Ví dụ như ở đây tôi có năm cái gạch đầu dòng ở cái loại A đó ha, tức là đánh giá cái anh này có thể là loại ABC xếp loại, hoặc là anh chị có thể là giải nhất nhì ba. Như vậy công ty hàng chị tôi dạy thì họ họ có 50 người làm an toàn vệ sinh viên, thì hàng tháng trong nhóm 50 người đó họ sẽ dựa trên một số cái tiêu chí và cuối tháng họ thống kê á, thì người nào làm tốt nhất sẽ được hạng nhất, người nào tốt nhì sẽ được hạng nhì, và người nào tốt thứ ba sẽ được hạng ba, thì những người đó sẽ được thêm một khoản tiền thưởng. Tôi nhớ hồi chiều họ nói là cái người nào tốt nhất sẽ được 800.000, người hạng nhì là 500.000, người hạng ba là 300.000, còn những người khác bốn mấy người còn lại là một tháng hình như là 200.000 hay bao nhiêu đấy đó. Vậy có nghĩa là người nào làm tốt tích cực hơn thì sẽ được nhiều tiền thưởng hơn ha, và được cái bằng khen nữa. Hồi chiều tôi thấy là tại vì hồi chiều tôi dạy lúc họ họ cũng tổng hợp và họ cũng phát giải đó, thì tôi thấy là cũng họ sẽ có in thêm một cái bằng khen của tổng giám đốc công ty, cũng như ban chấp hành công đoàn ký vào đó, rồi giấy khen đó, gọi là an toàn viên xuất sắc của tháng vân vân đó, thì họ được bằng quà, giấy khen này, còn họ được thêm tiền thưởng nữa đó, như vậy thì họ cũng rất thích đúng không, họ có động lực hơn đó. Thì trên màn hình tôi chỉ đưa ra vài tiêu chí để các bạn có thể là gì mình xem xét để mình ví dụ các anh chị là giảng viên thì mình có thể hướng dẫn như vậy, thì mình nói khi mình đi dạy mình sẽ chia sẻ là nếu anh chị chỉ mà cấp phát phụ cấp giống nhau ở mức ví dụ 100.000 200.000 như vậy thì bắt buộc hàng tháng chúng ta đã đưa vô phụ cấp rồi chúng ta phải trả, như vậy thì chúng ta sẽ bị đánh đồng giữa cái người làm tốt và người không làm tốt. Thì nếu mà được để anh chị muốn khuyến khích người lao động họ nhiệt tình hơn, năng động hơn, thì chúng ta ngoài cái tiền phụ cấp cố định chúng ta nên có phần khen thưởng đó, thì sau đó mình mới giới thiệu ví dụ một vài tiêu chí khen thưởng đó là ABC đó, ví dụ đây tôi đưa ra một vài cái tiêu chí gọi là tiêu chí khen thưởng. Tất nhiên ở đây tôi chỉ là khăn ví dụ thôi nha, chứ cái này không dựa trên một cái cơ sở luật pháp nào cả, mà chỉ dựa trên cái mà tôi hay làm ngày xưa trước đây thôi. Bản thân tôi hồi xưa thì công ty cũ mình cũng cũng làm những cái cách như vậy để mà đánh giá cái mức độ hoàn thành công việc của nhân viên trong cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tôi ví dụ như là khu vực đó phải không xảy ra tai nạn đúng không, rồi 5S khu vực đó phải đạt được cái điểm mà mình quy định, rồi cá nhân người đó phải hoàn thành được những cái hoạt động liên quan đến công tác an toàn. Ví dụ công ty cũ tôi thì nó có một cái nó gọi là safety observation, tức là giám sát an toàn, thì hàng tháng mọi người phải làm ít nhất bốn 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 lần giám sát, mà giám sát ở đây là giám sát mà có ghi lại bằng văn bản ha. Chứ còn trách nhiệm người an toàn vệ sinh viên là hàng ngày giám sát rồi nhắc nhở rồi, nhưng mà những cái lần đó đôi khi họ không cần phải văn bản hóa, hoặc là họ chỉ ghi vào cái sổ sổ an toàn vệ sinh viên hàng ngày thôi, còn cái này là có một cái form khác ha, mà các bạn chắc cũng nghe tới là UNSTOP CAT hay là BBS gì đấy, thì cái form tương tự như vậy, thì họ phải làm được những cái đó ha, tối thiểu. Rồi họ phải có trách nhiệm là thông tin đối với những cái thông tin của công ty liên quan đến an toàn đến đến cái thành viên trong tổ của họ. Ví dụ ngày tại sao tôi có cái tiêu chí này, tại vì ngày xưa công ty cũ tôi có rất nhiều cái kênh thông tin, cái thông tin về an toàn mà muốn 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 thông tin đến người lao động, ví dụ như là tai nạn lao động ở trong tập đoàn. Ngày xưa tôi làm ở một cái nhà máy thì có tới gần 60 nhà tập đoàn, nhà máy trên toàn cầu. Vậy thì tháng nào gần như cũng sẽ có những cái tai nạn nghiêm trọng ở đâu đấy trên trong 60 mấy nhà máy đó. Như vậy thì nó sẽ có một cái kênh là có một cái người của tập đoàn họ sẽ nắm được cái tình hình tai nạn của các nhà máy, họ sẽ làm một cái giống như một cái safety alert, một cái cảnh báo an toàn, safety warning hay safety alert, sau đó họ gửi đến các nhà máy đó. Thì sau đó mình phải có nhiệm vụ phòng an toàn sẽ có nhiệm vụ là dịch lại cái đó, rồi chia sẻ đến an toàn viên của tổng nhà máy. Như vậy thì mình truyền truyền cái thông tin đến an toàn vệ sinh viên, thì cái an toàn vệ sinh viên họ sẽ có cái nhiệm vụ là đi phổ biến tại lại cho thành viên trong trong cái đội cái tổ đó, có thể là phổ biến qua cái buổi họp đầu ca mà mọi người hay nói là toolbox meeting. Nếu mà nơi nào có toolbox meeting thì có thể họ phổ biến vào đầu ca làm việc, còn nếu mà họ không có toolbox meeting thì có thể họ sẽ an toàn vệ sinh viên họ phải làm một cách nào đó, họ xin người quản lý khu vực là cho dừng sản xuất 5 phút để họ thông báo, hoặc là họ chia sẻ như thế nào đó thì tùy, quan trọng là họ phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên trong tổ đó nắm được cái thông tin như vậy. Thì hồi xưa tôi bên tôi thì có những thông tin ví dụ như là safety alert là cái cảnh báo an toàn, safety warning chứ hồi xưa công ty tôi gọi là safety warning đó, là của tập đoàn gửi về, hay là những cái chia sẻ
nó gọi là chia sẻ về cải tiến của anh em trong tổ. Ví dụ như là có một cái người nào đó trong tổ họ đưa ra một cái ý kiến, sáng kiến nào đó về an toàn đó, thì cái anh này anh phải đảm bảo rằng tất cả những nhân viên liên quan đến cái ý tưởng cải tiến đó nắm được cái ý tưởng cải tiến đó và thực hiện theo cái cách mà cải tiến đó. Ví dụ vậy, tôi chỉ ví dụ thôi ha, hay đó là những cái tôi ví dụ để mình động viên khích lại cái người nhân viên, cái an toàn viên khu vực này họ làm tốt hơn, đúng không? Tại vì họ họ không muốn, họ muốn đạt 800.000, 500.000 thì họ phải nhắc nhở thường xuyên để mà không tai nạn, đúng không? Họ phải nhắc nhở anh em để giữ gìn khu vực sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp mới đạt được điểm 5S. Rồi họ phải thường xuyên nhắc nhở người đồng một cách formal đó, thì lúc đó cái tần suất họ giám sát trao đổi với người lao động tăng lên. Rồi họ đi họp hành, họ tổ chức những buổi tuyên bốc hàng ngày như vậy đó, họ sẽ tham gia vào những việc chia sẻ đó với người lao động, vân vân đó. Thì đây là một vài tiêu chí mà có thể là mình đưa ra để mình gợi ý cho các doanh nghiệp, nếu mà anh chị đi làm giảng viên, đi huấn luyện nhóm 6 hoặc là huấn luyện nhóm 2, kể cả huấn luyện nhóm 1, thì chúng ta cũng phải nói tới cái phần này. Đó là ví dụ như là để làm thế nào nâng cao hiệu quả của công tác quản lý an toàn thì phải nâng cao được hiệu quả của tất cả những thành viên trong tổ chức, thì trong đó mình xoáy vào cái hoạt động của mạng lưới an toàn của sinh viên đó, để ban lãnh đạo họ nghe, họ thấy à hợp lý, họ thấy là cùng và hay là phòng an toàn họ sẽ đề xuất hoặc là triển khai những cái hoạt động này nếu mà nếu mà họ thấy phù hợp. Tại vì tôi cũng đi nhiều công ty rồi, tôi thấy là cũng chưa có nhiều công ty làm thì cái mô hình là ngoài tiền phụ cấp cố định ra còn thêm cái tiền thưởng thì tôi chưa thấy nhiều. Nên là cái này tôi thấy cũng là một ý tưởng hay, đúng không? Mọi người có thể khi mình đi dạy hoặc là mình chia sẻ cái này để người ta họ thấy được cái cách để mà làm cho cái mạng lưới an toàn về sinh viên nó hoạt động hiệu quả hơn, năng nổ hơn. Đó, thì đây là một cái chia sẻ như vậy. Ok, rồi, sẵn đây thì tôi nói luôn cái phần y tế, tại vì tôi thấy trong đây hình như có một slide nói về y tế. Ở đây tôi chỉ có một slide thôi, còn chi tiết nhiệm vụ của cái phòng y tế như thế nào thì anh chị vui lòng xem trong điều 70 mấy nha. Điều 73 của Luật An toàn vệ sinh lao động ha. Trong điều 73 nó cũng có nói về quyền và nghĩa vụ. Ở đây tôi chỉ nói về cái việc thành lập thôi. Đó, thì ở đây mình cũng thấy nó cũng na ná với việc thành lập cái bộ phận an toàn, đúng không ạ? Nó cũng là có mức giới hạn nào đó, rồi số lượng người làm, đúng không? Ở đây thì nó hơi khác về về cái mốc, đúng không? Mình nhớ là an toàn lao động, cái người làm công tác an toàn thì cái mốc của nó là 50, 300, 1.000. Đó, ở đây thì nó lại chia thành cái mốc là 300, rồi 500, 1.000. Đó, thì nó hơi khác một tí xíu. Vậy thì ở đây cũng có, rồi cái ngành nghề thì nó cũng khác. Ha. Ở bên an toàn vệ sinh lao động thì nó chỉ có 8 cái ngành nghề đặc thù thôi, tôi hay gọi là ngành nghề đặc thù, và còn lại là ngành nghề khác, đúng không? Ở đây thì nó chia tới 11 cái nhóm ngành đặc thù và cái ngành nghề khác. À, vậy thì hai cái danh sách lĩnh vực này nó có những cái trùng và những cái nó cái kia không có mà cái này có. Tôi ví dụ như ngành dệt may, sản xuất sản phẩm dệt may thì công tác an toàn thì đối với công ty mà dệt may thì công tác an toàn thuộc cái nhóm ngành bình thường hay gọi là ngành khác, không có yêu cầu nhiều về số lượng người làm công tác an toàn, nhưng ngược lại họ lại yêu cầu nhiều về cái người làm công tác y tế. Lý do vì sao thì các bạn hãy đoán được không ạ? Vì cái ngành may thì sử dụng nhiều lao động nữ, đúng không? Mà nữ thì chỉ cần đặc biệt là những người mà có thai chẳng hạn, rất dễ xảy ra những sự cố xỉu, rồi phụ nữ hay dị ứng với thời tiết, dị ứng với đủ thứ hóa hóa chất, nên là thường là có thể ngất xỉu rồi vân vân. Như vậy thì cái việc mà xảy ra những sự cố nhẹ như vậy rất thường xuyên. Vậy thì nếu mà phòng y tế mà mỏng quá thì có thể là không kịp thời và khắc phục, ứng phó kịp, xử lý kịp. Nên là cái ở đây họ lưu ý những cái ngành nghề mà có đông lao động, đúng không? Đó, thì họ lại đưa thêm vào đây, ngoài những cái ngành nghề có nhiều nguy hiểm thì như là phòng an toàn, thì họ lại đưa thêm cái ngành nghề mà có nhiều lao động vào đây, thì nó cũng là một cái ý cũng khá là hay. Ok rồi, như vậy thì đây họ đưa ra cái mốc là dưới 300 thì phải có một trung cấp y tế, 300 đến 500 là một bác sĩ hoặc y sĩ cộng với một người làm công tác y tế trình độ trung cấp. Đối với từ ngành số 1 đến ngành 11 ha. Rồi đó, tương tự như vậy, càng nhiều thì càng yêu cầu càng nhiều hơn, đó, bác sĩ rồi vân vân. Mình có thể nào đọc trên slide ha. Như vậy thì ở đây nó yêu cầu
móc lớn hơn thì thành lập một cái giống như bộ phận an toàn, thì gọi là thành lập bộ phận an toàn, còn đây gọi là thành lập cái cơ sở y tế. Thật ra cái quy định về cái cơ sở y tế này bản thân tôi cũng chưa có nghiên cứu sâu, tại vì hồi xưa tôi làm và khách hàng của tôi thì tôi cũng ít đề cập tới cái phần này, tại vì mình làm chuyên về công tác an toàn lao động nhiều hơn là vấn đề về vấn đề y tế, nên là tôi cũng chưa có thời gian nghiên cứu nhiều là cái quy định nào để thành lập phòng y tế, nó điều kiện như thế nào, cơ sở vật chất ra sao. Thì cái này bạn nào mà nó có kiến thức thì có thể là có kinh nghiệm thì có thể chia sẻ lại với mọi người ha. Bản thân tôi thì tôi thật sự là tôi không có nắm cái mảng cái những cái thủ tục để lập thành lập cái mạng lưới, xin lỗi, thành lập cái trung tâm y tế cơ sở, cái gọi là cái cơ sở y tế, mình hiểu như là cái trạm y tế vậy đó. Tôi thấy có nhiều công ty tôi đi dạy thì tôi thấy có nhiều công ty, mà công ty may, đặc biệt là công ty may, công nhân họ tới mấy ngàn người thì họ thường họ có một cái trạm y tế ở công ty đó, thì trong đó thì tất nhiên sẽ có về cơ sở vật chất, về có khám chữa bệnh, nó sẽ gọi là đầy đủ hơn là cái việc mình chỉ có cái người làm công tác y tế bình thường, giống như là cái mốc dưới 1.000. Rồi thì đó là quy định cho những ngành nghề mà đặc thù từ 1 đến 11, còn ngành nghề khác thì chúng ta thấy rằng cũng ná ná, nhưng mà cái mốc nó hơi khác tí ha. Cái kia là có chia ra 4 mốc, còn này nó chỉ chia ra 2 mốc 3 mốc thôi, và cái lực lượng làm công tác y tế nó cũng sẽ nhẹ hơn một cấp, hay nói là giảm một cấp ha, so với cái quy định trên. Còn về yêu cầu chuyên môn thì nó cũng giống như làm công tác an toàn, cũng phải yêu cầu có một cái kiến thức, nhưng mà làm an toàn thì kiến thức nó cần nó có thể là nó dễ tiếp cận hay sao đó, mà người ta gọi là chỉ quy định là kỹ thuật, các bạn nhớ mà ha, không cần phải đúng là học ngành bảo hộ lao động, học ngành gì mà kỹ thuật cũng phải làm được, nhưng riêng cái mảng y tế thì không thể nào nói cứ học ngành thì kỹ thuật là làm được, mà phải là học ngành y, đúng không ạ, chuyên liên quan đến y tế, chứ không phải là mình nói là mình học cái gì cũng họ đi làm được, học về sinh học cũng làm được, cũng không phải ha. Thì trong đây họ bắt buộc phải học về những cái liên quan đến ngành y đó, thì ngành y đây có thể là gì, họ ghi là gì, có trình độ chuyên môn về y tế ha. Ví dụ như là bác sĩ y tế dự phòng, cử nhân điều dưỡng, y sĩ điều dưỡng trung học, hộ sinh, đúng không? Như vậy thì ở đây họ ghi là bác sĩ hoặc bác sĩ y tế dự phòng. Như vậy cái từ bác sĩ thì bây giờ mình thấy mình vô bệnh viện mình gặp ai mình cũng gần như là ngoài y tá, mình chỉ thật ra người dân mình thì cứ chỉ có 2 cái từ, đúng không, một là bác sĩ, 2 y tá. Còn thật ra mình muốn biết họ là cái gì mình phải xem bằng cấp mới biết, đúng không? Thì trong bằng cấp thì chúng thấy là thật ra bác sĩ thì bây giờ cũng khá là nhiều là bác sĩ, đúng không? Ví dụ như mình học về bác sĩ đa khoa, tôi thấy rồi có những người chuyên về sản khoa, nhi khoa, nha khoa, đó, tâm lý cũng là bác sĩ. Như vậy thì ở đây họ dùng cái từ bác sĩ, vậy thì có nghĩa là thật ra cũng tùy vào nhu cầu thực tế mà mình chọn, đúng không? Nếu mà mình phòng an toàn tư vấn cho công ty để tuyển người thì mình cũng tùy thuộc vào công ty mình cái rủi ro xảy ra sự cố nhiều nhất là cái gì. Ví dụ như có những công ty họ nằm ở vấn đề không phải là vấn đề về tai nạn lao động, mà nằm vấn đề về tâm lý lao động. Ví dụ nhân viên hay bị căng thẳng, bị stress. Ví dụ như các công ty về sale, công ty về chăm sóc khách hàng, ví dụ họ đâu có sản xuất, nhưng mà họ có thể là mấy trăm nhân viên chuyên về telephone sale hay là cái gì đó, thì đôi khi họ ngồi làm việc hay là chăm sóc khách hàng, nhiều tổng đài đó 1080 đó, nhiều khi họ làm việc tiếp gặp khách hàng nhiều ông say xỉn này nói chuyện tàu gì đó vân vân, thì đôi khi họ gọi điện thoại hay bắt động sản cũng vậy, đúng không? Nhiều khi những công ty đó cũng đông công nhân lắm, đông người lao động lắm, nhưng mà họ cần bác sĩ, và không phải vấn đề về vấn đề sơ cấp cứu, mà nhiều khi họ cần những cái bác sĩ về mặt tâm lý đó. Như vậy để làm cho nhiều khi giúp cho người lao động bớt căng thẳng trong quá trình làm việc, thì nói chung tùy vào điều kiện thực tế thôi. Thì tôi thấy cũng có một số công ty ngành dịch vụ họ có bác sĩ tâm lý ở kể cả một số trường học, trường đại học đó, họ cũng hay tuyển bác sĩ, không phải bác sĩ để mà chữa trị sơ cấp cứu, mà nhiều khi họ cần một cái bác sĩ tâm lý để mà nhiều khi sinh viên họ học họ buồn, họ tuổi mới lớn mà, đúng không, yêu đương rồi học hành làm gì đó rồi nhiều khi căng thẳng, thì đối với những cái trường như vậy họ cần một bác sĩ tâm lý nhiều hơn. Rồi thì cái này trong luật họ dùng từ bác sĩ thôi, nên là bác sĩ gì thì phù hợp với điều kiện của mình thì mình chọn thôi. Chứ còn trong luật họ cũng không có nói phải là bác sĩ đa khoa hay là gì đấy ha. Cái này tôi cũng không phải ngành y, tôi cũng không nắm lắm như trong bác sĩ thì có nhiều là chi như thế nào, đây mình chỉ nhìn trong thực tế mình thấy thôi. Đó thì tùy vào điều kiện ha. Rồi đó là điều kiện thứ nhất, tức là mình hay nói năm nay là có chuyên môn về y tế. Rồi, điều kiện này tất nhiên chỉ cần ai đi học ở trường y ra thì sẽ có, đúng không?
Điều kiện thứ hai, có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Rồi, như vậy thì ở đây sẽ có khả năng khi các anh chị nêu huấn luyện, người ta sẽ hỏi một vấn đề về cái này. Đó là tôi phải tuyển, giả sử công ty đó chưa thành lập phòng y tế, bây giờ họ muốn thành lập, họ hỏi cái anh huấn luyện an toàn là bây giờ tôi tuyển người đó vào là họ chưa có, tức là tôi tuyển cái người vào họ chưa có chứng chỉ chuyên môn y tế cho đi học, hay là cái người vào làm công tác y tế của công ty phải có chứng chỉ chuyên môn về y tế trước. Câu hỏi thứ nhất ha. Như vậy thì câu hỏi của tôi là cái chứng chỉ này có trước khi vào làm công tác y tế ở công ty hay là có sau? Cái nào thì là theo các bạn thì là có trước hay có sau khi mình đi vào công ty làm công tác y tế? Mọi người nghe câu hỏi không ạ? Câu hỏi là ở cái chứng chỉ an toàn lao động, chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động này là có trước khi vào làm công tác y tế hay là vô công ty rồi công ty cho đi học? Alo. Có trước khi vào công ty là xin việc, trong cái hồ sơ xin việc là phải có những cái chứng chỉ như vậy thì mới tuyển vô được. Còn nếu mà chưa có thì sao? Chưa có mà người ta giỏi về chuyên môn về y tế cũng không tiện, không được hả? Dạ không được anh ơi. Dạ không được anh ơi. À, công ty chị là như vậy hả? Em nghĩ là sau cũng được mà trước cũng được. Trước thì tốt hơn, rồi sau thì... Ok, rồi thì... thế thì nếu mình vận dụng theo luật thì là trước là đúng rồi đúng không hả? Trong luật họ ghi nè, điều 73 của luật an toàn vệ sinh lao động là cái người làm công tác y tế phải có A và B. Tức là như chị Thảo nói á, Thảo Nguyễn nói là phải đảm bảo hai tiêu chí là làm công có bằng cấp về chuyên môn y tế và có chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động. Đó là theo luật. Nhưng mà trong thực tế thì sao nhỉ? Có được bao nhiêu người có cái chứng chỉ này đó là một câu chuyện. Tại vì theo tôi biết thì cái lực lượng làm công tác y tế họ gần như họ chưa có nắm là cái quy định này. Những người làm công tác y tế thuần túy, ví dụ như các bạn học ngành y sĩ hay là ngành dược sĩ, xin lỗi, y sĩ hay là trung cấp y tế gì đó. Tại vì có rất nhiều bạn tôi tiếp xúc thì họ không có nắm cái này. Họ chỉ biết em đi học xong rồi bây giờ một em xin vô bệnh viện không được, hay là em thấy công việc ở trong nhà máy nó ổn định hơn hay nó tiện tiện nhà hơn thì em xin vào thôi. Chứ còn họ không biết là vào đây thì họ phải có thêm cái chứng chỉ này. Dẫn đến là cái việc mà nói như chị Thảo, để mà tuyển một người mà có luôn cái chứng chỉ này thì chỉ có thể là cái người đó họ đã từng làm ở công ty khác. Ví dụ như họ cũng làm cán bộ y tế ở công ty khác, họ nắm được luật thì lúc đó họ có thể là họ có sẵn. Chứ còn những người mà họ mới ra trường thì chắc chắn là họ không nắm về cái này. Nên là như Mạnh nói là tôi thấy nó khả thi hơn á. Đó là có rất nhiều công ty là thôi chấp nhận là bạn đó chỉ cần giỏi chuyên môn thôi, giữ chuyên môn về y tế, về kiến thức y tế thôi. Còn vấn đề chứng chỉ chuyên môn này thật ra thì học có 40 giờ thì thật ra nó cũng chỉ là vấn đề về đưa ra những cái quy định hay nguyên tắc thôi, chứ còn thật ra không có học gì về mặt kỹ thuật chuyên môn cả. Nên là cái việc mà cho họ đi học sao thì nó cũng đơn giản thôi, tại vì học có 4 tuần là xong rồi đúng không ạ? Nên là đôi khi người ta vẫn chấp nhận là tuyển một người chưa có chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động, sau đó họ vào họ cho cái người đó đi học và sau đó họ có cái chứng chỉ đó là xong. Thì đó là cách mà tôi thấy là rất nhiều công ty áp dụng, từ đặc biệt là khi mà nghị định 44 họ ra, họ có cái quy định là nhóm 5, ngày xưa các anh chị nhớ mà, nhóm 5 là huấn luyện theo nghị định 44 là 56 giờ. 56 giờ có nghĩa là bao gồm có 40 giờ về để học gì, học một cái chứng chỉ chuyên môn về y tế đúng không ạ? Chỉ có 16 giờ được tham gia huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động thôi. Thì đó là theo nghị định 44/2016 á. Thì rõ ràng là như vậy. Nên là bữa nào lúc trước mà các anh chị sát hạch, mấy anh chị nhớ trong đề thi có một câu là nhóm 5 học bao nhiêu giờ đó, có những câu người ta ghi là 56 giờ trong đề thi đó. Vậy rõ ràng là đây là cái thực tế mà trong luật đã có một thời gian họ làm như vậy, tức là
Ai mà làm công tác y tế thì sẽ học 56 giờ để được cấp cái chứng chỉ này, trong quá trình học 40 giờ. Như vậy rõ ràng mình hiểu là nếu mà có cái quy, nghị định 44 quy định như vậy, có nghĩa là mình hiểu là có nghĩa là thực tế sẽ có rất nhiều bạn là làm công tác y tế mà không có chứng chỉ đó thì mới tổ chức đi học. Còn nếu mà có rồi thì trong luật đâu cần ghi ra, ở trong nghị định đâu cần ghi ra đúng không, mà tự hiểu trong luật rồi. Thì như vậy tóm lại là trước hay sau đều đều quan trọng là thật ra về mặt pháp lý thì đều đều ổn cả đúng không. Nếu mà khó lắm, ai mà bắt bẻ kỹ lắm thì bắt tại sao không tuyển cái người này khó trước, thì cái đó cũng chỉ là chỉ hỏi thôi, làm khó nhau thôi, chứ còn giàu sau đó tôi cho đi học thì có cũng ok thôi đúng không. Rồi thì đó là cái lưu ý như vậy. Thì cái cập nhật thứ hai đó là nãy tôi vừa nói ha, thì hiện tại khi chúng ta tới nói tới huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, anh chị đây mà đã được cấp cái giấy chứng nhận giảng viên rồi thì về cơ bản nhóm 5 không có cái gì đặc biệt hết. Nhóm 5 theo nghị định 140/2018 thì gần như không có cái gì đặc biệt, nội dung chương trình học thì gần như nhóm nhóm 1 thôi. Nên là nếu anh chị nào có giấy chứng nhận giảng viên rồi đó, mình nghe tới hồi xưa nói dạy tại dạy nhóm 5, dạy nhóm 5 chắc phải bác sĩ mới dạy được đúng không. Bây giờ thì thật ra thì trong cái chương trình khung của nhóm 5 nó cũng có gì liên quan đến nhiều lắm về mặt y tế. Nên là anh chị chỉ cần đứng về mặt pháp lý thì gần như là những anh chị có cái giấy chứng nhận giảng viên là gần như có thể gọi là gì nhỉ, đó, có thể là huấn luyện được nhóm 5. Tất nhiên mình phải có ở trong luật họ dùng từ chuyên môn phù hợp, thì đây cái từ này nó cũng rất là nhạy cảm. Nên là ví dụ như là anh chị nào mà mình cũng từng là làm lâu trong cái lĩnh vực an toàn rồi thì những cái kiến thức về về vệ sinh lao động á, chúng ta cũng nắm kỹ, thì cái việc chúng ta tổ chức huấn luyện cho cái người làm nhóm 5 thì nó cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên thì nếu mà được thì nếu anh chị làm bác sĩ, anh chị học bác sĩ, anh chị đi dạy nhóm 5 thì tất nhiên cái thể là trong quá trình anh chị dạy thì cái ngôn ngữ và cái kiến thức anh chị chia sẻ nó phải là nó sẽ cùng pha với họ hơn là những cái người khác. Nhưng mà nói nôm na thì rõ ràng anh chị đọc cái chương trình khung nhóm 5 bây giờ thì nó cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Nên là đối với tôi thì anh chị nào chỉ cần nắm tí xíu về luật và có kinh nghiệm về triển khai công tác y tế tại nơi làm việc là có thể là mình đứng lớp được ha. Chứ cũng không phải yêu cầu là phải bác sĩ hay là bao nhiêu năm kinh nghiệm vân vân. Như là ngày xưa khi mà có cái huấn luyện mà 40 giờ thì tất nhiên là anh em mình, những anh chị nào không học về y tế là không có huấn luyện được 40 giờ đó rồi. Ok rồi, thì coi như là tôi lướt sơ cho anh chị xong cái tổng thể về về bộ máy quản lý về công tác an toàn. Mình đã trao đổi qua với anh chị qua 3 buổi, gồm có hội đồng an toàn vệ sinh viên, hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở, người làm công tác an toàn, công đoàn an toàn vệ sinh viên và cái phòng y tế ha. Ở đây thì nếu mà trên nhìn trên cái này thì chúng ta hãy còn thiếu một cái phần, đó là lực lượng ứng cứu khẩn cấp đúng không, theo như điều 379 trong luật. Và cụ thể ở đây là trong thông tư 19 của Bộ Y tế thì họ có hướng dẫn đó, họ gọi cái tên là lực lượng sơ cứu cấp cứu tại chỗ đúng không. Thì cái này thật ra nó cũng không khó gì, cũng không có gì đặc biệt, thì anh chị có thể mình vui lòng mình tôi nghĩ là 3 buổi là đủ cho cái phần tổ chức này rồi. Phần này anh chị vui lòng mình tự tham khảo thêm á đó. Anh chị vui lòng mở cái điều 79 ra trong luật ra, cũng như là thông tư 19/2016 của Bộ Y tế, thì mình sẽ thấy trong đó sẽ có quy định về việc tổ chức lực lượng ứng cứu khẩn cấp. Ví dụ như là có mỗi xưởng thì bao nhiêu người gọi là làm công tác sơ cấp cứu, rồi tiêu chuẩn của những người này như thế nào, rồi công tác huấn luyện cho những người này bao nhiêu giờ đó, hàng năm phải huấn luyện bao nhiêu giờ, rồi trang bị để cho những người này, trang bị sơ cấp cứu cần thiết để những người này thực hiện những cái nghĩa vụ của họ là gì. Thì tất cả cái này nó nằm trong điều thông tư số 19 của Bộ Y tế. Mình về mình chịu khó mình đọc thêm cái này thì mình cũng sẽ hình dung được cái lực lượng này sẽ còn bao nhiêu người, làm cái gì, trang bị gì, không huấn luyện ra sao. Ok rồi, thì đó là hôm nay mình tổng quát cho mọi người cái phần còn lại của cái phần tổ chức bộ máy ha. Thì ngày tiếp theo mình sẽ đi phần phần tiếp theo thôi. Thì sau khi chúng ta có nguồn lực rồi đúng không ạ, như tôi nói tại sao tôi đưa cái phần này lên đầu tiên, thì đối với tôi làm công tác an toàn ở các nhà máy thì đầu tiên cũng phải có người làm đúng không ạ. Đó, bây giờ mình có người rồi, bắt đầu mình sẽ đi vào phần là làm cái gì đúng không ạ. Thì bữa sau mình sẽ chia sẻ với các anh chị là những cái nội dung liên quan đến nghiệp vụ an toàn, ví dụ như là những cái hoạt động nào mà cái người làm công tác họ an toàn họ hay làm. Tôi ví dụ như là công tác đánh giá rủi ro, tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro đúng không, công tác tổ chức
lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, công tác tự kiểm tra, công tác kiểm định, công tác quan trắc, vân vân. Đó, rồi điều tra tai nạn lao động, thực hiện các báo cáo, vân vân ha. Thì những cái đó là phần nghiệp vụ. Thì từ buổi tiếp theo, tức là buổi thứ sáu này đó, đó tinh thần là như vậy, thì chúng ta sẽ trao đổi vào phần nghiệp vụ, còn như còn phần tổ chức thì coi như là mình xong ngày hôm nay ở đây. Ok rồi, mọi người có hỏi gì thêm không ạ? Dạ anh nhân cho em hỏi cái phần y tế tí xíu anh nhân. Rồi. Bạn nói đi. À, giả sử như như công ty em thuộc cái nhóm chính thì nhân sự là trên 1.000 người, nhưng mà nó sẽ chia là ba ba cái vị trí làm việc. Ba vị trí làm việc là sao, chưa hiểu? Dạ, giả sử như một nhà máy, một nhà máy nó ở địa điểm A, nhà máy hai nó ở địa điểm B, và một cái cơ sở văn phòng thì cho đơn vị văn phòng vị khối kinh doanh làm việc. Như vậy thì việc cái y sĩ với bác sĩ nó sẽ như thế nào anh? Tức là ba cái đó cách xa nhau nhiều không? Dạ cũng khoảng mấy chục cây, Không, có khoảng nhiều quá. 50 cây. Ồ, 50 cây là quá 30 phút rồi đúng không? Dạ Rồi. Vậy thì nếu mà, nhưng mà pháp nhân là chỉ có một công ty thôi. dạ một công ty thì nhưng mà nó sẽ có chi nhánh dạng như nhà máy một, nó Nhưng mà chi ý là nhánh đúng nhà máy rồi, một, chi hiểu, nhánh tôi nhà hiểu máy rồi, tức là về về physical, tức là về mặt hiện trường thì sẽ bố trí ở nhiều nơi khác nhau, nhưng mà về mặt pháp lý á, về mặt pháp lý là nó chỉ có một thôi đúng không, tức là một công ty đó, một con dấu, một ông tổng giám đốc, vân vân. Rồi vậy thì câu chuyện là về mặt pháp lý thì bạn chỉ cần, nếu làm đúng theo luật thôi nha, thì tất nhiên mình thuộc cái nhóm là số 9 đúng không, rồi và mình mười là hai 12, rồi 12 anh. 12, Dạ ok anh nhớ rồi, rồi. mà mình trên 1.000 như vậy thì nếu đứng về mặt pháp lý thì bạn chỉ cần làm đó, theo theo luật là bạn tính hết tất cả người động của hai nhà máy và một văn phòng lại. Đúng về mặt mình làm đúng đúng luật đó, là như chỉ cần là như vậy thôi, có nghĩa là công ty bạn chỉ cần có một ông bác sĩ và một bạn làm công tác y tế thôi, thì đó là theo luật mình chỉ cần như vậy. Tuy nhiên đứng góc độ mà cá nhân, quan điểm cá nhân thì chúng ta rõ ràng hai cái nhà máy của bạn á, nó lại nằm cách nhau khá là xa đúng không? Như vậy thì cái việc mà mình chỉ bố trí có một người bác sĩ và một người làm công tác y tế khác thì có thể là nó sẽ không đủ lực lượng để mà ứng phó cho từng nhà máy đúng không? Thì nếu mà là tôi thì tôi sẽ đề xuất công ty sẽ làm cái việc là tổ chức một cái lực lượng, tức là mình giống như mình chia đôi ra, ví dụ mình coi có nhà máy một bao nhiêu người đó, thì mình sẽ dùng cái móc theo cái móc dưới, ví dụ nhà máy một mình có 500 người ha, ví dụ vậy, rồi nhà máy hai mình có 500 người đó, thì mình có thể mình chia ra là một nhà máy sẽ có một y sĩ và một người làm công tác y tế trung cấp đó, còn cái chị bác sĩ đó thì tức là ví dụ như một nhà máy một sẽ là một y sĩ, một người làm công tác y tế, còn nhà máy hai có thể là một bác sĩ. À, tức là tổng cộng nhà máy mình, công ty bạn có thể là có một bác sĩ, một y sĩ và hai người làm công tác y tế ở trình độ trung cấp, thì À, nó sẽ đảm anh cho bảo em ngắt lời xíu. hơn. Anh ơi, theo Nghị định 39 á, ngoài những cái yêu cầu về cái vấn đề mà nhân lực ra thì nó còn có một cái mục nhỏ ở dưới nữa là cơ sở mà nếu không đủ điều kiện như Ký hợp đồng, nói trên đúng á không? Rồi. thì mình ký hợp đồng Hiểu, mà gọi như hỗ trợ y tế. rồi. Thì Ok. nếu như mà công ty của bạn đó là hai hai chi nhánh nó cách xa nhau thì bạn có thể liên hệ một cái cơ sở y tế để hợp đồng. Thì Rồi. theo em biết á, theo em kinh nghiệm của em biết á, thì khi mà bạn mà đã ký hợp đồng khám sức khỏe với lại bên đó, bên cái đơn vị mà khám sức khỏe của bạn á, thì nó thường nó sẽ khuyến mãi cho bạn luôn là cái hợp đồng hỗ trợ y Ok. tế Rồi. miễn phí luôn. Còn Ok. nếu như mà bạn ví dụ như cái vấn đề mà nhân lực bạn đi khám mà nó chỉ khoảng tầm 100 người thôi á, thì nó không khuyến mãi, nhưng mà thay vào đó là nó sẽ tính phí, nó sẽ tính phí cho bạn là một năm là 4 4 đến 5 triệu thôi, thì nó còn sẽ đỡ hơn là bạn mỗi tháng mà sẽ trả cái tiền một y sĩ là một người làm công tác Rồi, ok, rồi như vậy thì tế. đồng ý với quan điểm của Thảo nha, tại tôi đang nói theo cái hướng mà nó có lợi nhất cho người lao động thôi.
Vậy là câu hỏi của bạn thì sẵn tôi chia sẻ theo cái cách làm thứ nhất ha. Cách làm thứ nhất là cách làm mình có cái nguồn nhân lực tại chỗ á, tức là theo luật thì nếu mà tôi nói trả lời đúng luật thì công ty bạn chỉ cần là một bác sĩ và một người làm công tác y tế trình độ trung cấp, đó là đúng luật. Đó là đúng luật. Phương án thứ nhất là phương án là mình tự tổ chức và mình có thuê người làm công tác y tế chuyên môn tại chỗ. Còn ok, sẵn Thảo nói thì còn phương án thứ hai mình vẫn đúng luật. Nếu mình cảm thấy cái việc mình thuê mướn như vậy mà nó cái nhu cầu sử dụng nó không có cao thì có thể mình sẽ áp dụng phương án thứ hai như chị Thảo có nói, đó là trong luật, trong cái điều trong cái quy định của điều 73 này nó sẽ có một cái khoản, đó là điều khoản 3 thì phải. Đó, họ ghi là trong trường hợp mà công ty không tổ chức được cái bộ phận y tế thì có thể là gì ạ? Mình sẽ ký với một đồng với một cái tổ chức, cái phòng khám, một cái bệnh viện ha, để họ thay, coi như là họ thay cái người làm công tác y tế trong công ty của mình. Tức là bây giờ không có ngồi tại chỗ ở thường trực ở nơi làm việc, mà có thể là sẽ thông qua một cái bệnh viện để họ đáp ứng được những cái hoạt động trong cái điều 73 này. Như vậy thì quay lại câu chuyện của Thảo thì tôi không biết là bên chị Thảo làm cái này thì đang làm theo kiểu nào, có nghĩa là ký trên giấy tờ và họ chỉ đến khi có tai nạn lao động, tức là nói nôm na là khi họ chỉ đến khi mình gọi điện thoại yêu cầu họ đến để làm những cái hoạt động trong phạm vi hợp đồng, hay là bệnh viện sẽ cử một cái người bác sĩ y tá trung cấp gì đó thường trực tại nơi làm việc của mình, thì không biết là bên chị Thảo hiện tại như thế nào. Bên em á, hiện tại á, là thay vì trên 1.000 người thì sẽ có một bác sĩ và một y tế, nhưng mà cái chi phí mà thuê bác sĩ nó quá cao đi, thành ra là bên em á, thay vào đó là bên em á, thứ nhất là có một có hai bạn y tế thay phiên trực với nhau, rồi sau hai bạn y tế đó sẽ trình độ trung cấp, nhưng mà mặt đo bơ hoặc đó thì vẫn có cái hợp đồng hỗ trợ y tế. Đối với hợp đồng hỗ trợ y tế là đã đầy đủ rồi theo luật rồi, nhưng mà phòng cái trường hợp là công nhân có tai nạn nè, giống như anh Nhân nói á, rồi hoặc là có cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm như chẳng hạn, thì có cái người là công tác y tế để xe cấp cứu ngay tại chỗ luôn, thành ra là nói chung là làm hơn luật anh. Ok rồi, như vậy thì nếu mà đã làm như vậy thì tốt, nhưng mà tôi có gặp một số trường hợp các công ty họ làm như vậy. Không biết các bạn xem có đúng luật hay không ha. Tức là họ vận dụng cái điều mà chị Thảo vừa nói ở khoảng 3 thì phải, khoảng 3 điều 70 73 trong luật á, về vấn đề về ký hợp đồng á. Thì trong luật họ ghi rất là rõ ha. Tôi sẵn tôi sợ tôi mở luôn để mọi người hình dung luôn. Nó ghi một cái ý rất là rõ, đó là khi mình ký hợp đồng thì cái đơn vị mà mình ký hợp đồng á, họ phải có trách nhiệm như người làm công tác y tế. Như vậy thì anh chị phải xem, tại vì đây tôi không có tập trung nhiều y tế nên nãy tôi lướt qua cái chỗ đó, thì trong cái quy định của người làm công tác y tế chúng ta thấy nó không chỉ có một cái nhiệm vụ là tham gia sơ cứu, cấp cứu khi có tai nạn, họ còn bốn năm cái nhiệm vụ khác. Như vậy thì khi mình ký hợp đồng với một bệnh viện phòng khám nào đó thì trong luật họ ghi là phải đáp ứng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người làm công tác y tế, có nghĩa là họ phải đáp ứng được nguồn nhân lực để cung cấp tất cả các dịch vụ đầy đủ theo điều khoản, tất cả những yêu cầu trong luật, chứ không phải chỉ là ứng cứu thôi. Thì tôi thấy hồi xưa có tôi đi dạy thì cũng có nhiều trường hợp công ty thì hỏi là không có phòng y tế, bây giờ bên anh làm sao, nói là thì tôi ký hợp đồng với một cái phòng khám hay là trung tâm y tế nào đó nhưng mà hỏi nội dung là gì, thì nội dung chỉ có đúng một cái là hỗ trợ trong vòng 30 phút gì đó, hỗ trợ vấn đề về sơ cấp cứu hay là cấp cứu tai nạn lao động thôi, đó là ghi là nội dung là gì, đảm bảo là có mặt không quá 30 phút gì đó ha. Vậy thì Cái đó là cái hợp vụ cứu. đúng rồi, ý là đó thì là quay lại câu chuyện mà bạn chị Thảo nói, tức là trường hợp mình này, đây điều khoảng 5 ha, rồi tôi tô màu vàng nha. Ví dụ này, trong điều 73 họ ghi là trường hợp không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì sao, thì phải hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh đủ năng lực đó, và đầu tiên ha, hợp đồng với cơ sở y tế đủ năng lực để làm gì, để thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người lao động như quy định tại khoản 2
điều này. Như vậy nói nôm na là cái tổ chức mà mình ký hợp đồng đó, tôi không biết gọi hợp đồng gì, hợp đồng ứng cứu, hợp đồng dịch vụ y tế gì đó, cái tên hợp đồng nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng là cái gì ạ? Cái phạm vi của trong hợp đồng đó nó phải đáp ứng được các điều, các quy định trong cái khoản 2 này. Đó, như vậy chúng ta quay lại khoản 2, chúng ta sẽ đây tổng cộng là có A, B, C, D, D, E đó. Vậy thì cái người làm công tác y tế ở trong công ty mình á, họ phải thực hiện tới 6 cái nhiệm vụ, 6 cái nhiệm vụ. Nhưng mà trong có rất nhiều công ty thì họ chỉ khi họ ký hợp đồng với cái như anh Khanh vừa nói á, gọi là hợp đồng sơ cứu, vậy có nghĩa là họ chỉ tham gia gọi là cấp cứu thôi. Đó, như vậy cái phạm vi mà hợp đồng thường các công ty hay làm hiện tại là chỉ nhắm vào cái mục đích là khi có tai nạn thì họ cấp cứu kịp thời rồi, còn các hoạt động khác như là xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp, vân vân, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thông thường, tuyên truyền phổ biến gì đó về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm gì đó, rồi lập vào các báo cáo về an toàn vệ sinh lao động, quan tổ chức quan trắc môi trường lao động, phối hợp với phòng an toàn để mà thực hiện các hoạt động khác gì đó. Thì gần như là tôi thấy là các phòng bệnh viện họ không làm cái này, họ chỉ làm đúng cái A thôi. Như vậy nếu mà trong hợp đồng các anh chị chỉ ghi có cái ý chữ điểm A khoảng 2 điều 73 trong cái hợp đồng giữa mình với vậy tổ chức y tế thì coi như là cũng không đúng luật, tại vì không đáp ứng đầy đủ các nội dung như là trách nhiệm của người làm công tác y tế tại nơi làm việc, đúng không? Như vậy thì quay lại câu chuyện là nên ký hợp đồng với bệnh viện hay là tổ chức người làm công tác y tế thường trực tại nơi làm việc, thì cái này thì phải căn cứ vào điều kiện thực tế là xem coi thực sự những cái nhu cầu từ từ B, C, D, E trong khoảng 2 này ở công ty mình có nhiều hay không, và như thế nào thì mình phải phải lựa chọn cái biện pháp. Ví dụ công ty rất quan tâm đến sức khỏe người lao động hàng rồi, vấn đề về ergonomy, vấn đề điều kiện làm việc vân vân, thì lúc đó đôi khi bệnh viện họ, thứ nhất là họ họ làm công tác dịch vụ mà họ không có thường trực thì họ sẽ thứ nhất là họ có thể thay đổi người liên tục, thứ hai là họ không nắm được cái tính chất trong nhà máy sản xuất, tại vì họ làm ở bệnh viện họ quen rồi, có thể họ chỉ làm những cái hoạt động nó chữa bệnh nhiều hơn, còn vấn đề về về vấn đề về vấn đề về phòng bệnh thì đôi khi họ họ không giỏi, có thể là những người làm trong trung tâm y tế dự phòng đôi khi họ giỏi hơn ở các bệnh viện nữa. Tại dự phòng thì nó cũng mang tính chất phòng phòng bệnh thì nó cũng na ná như vậy, thì tùy. Nhưng mà tôi thấy là có nhiều 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 công ty một là họ ký hợp đồng nhưng mà trong đó chỉ ghi đúng cái phần hỗ trợ về sơ cứu thôi, như vậy họ lấy luật ra thì cũng sai. Vậy thì tóm lại là quay lại câu hỏi của bạn, thì nếu mà làm theo luật thì mình có thể cộng hết tất cả nhân viên lại và mình sẽ căn cứ vào cái khung này mình sắp mình tuyển, và trên mặt giấy tờ là mình đảm bảo mình đúng luật, tại vì trong luật thì họ chỉ tính dựa trên cơ sở pháp nhân thôi, công ty có bao nhiêu pháp nhân chứ họ không có chia ra là trường hợp công ty hay là cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều cái nhà máy thì mỗi nhà máy phải đáp ứng riêng cái này, thì họ cũng không có quy định đó, nên cái này mình linh động thôi. Nếu mình chỉ làm cho đúng luật, vì công ty mình gây là rủi ro nó thấp, ít có tai nạn, thì mà mình có nguồn lực, mình muốn có nguồn lực thì mình có thể là mình thuê một bác sĩ, một người làm công tác y tế, hoặc trường hợp thứ hai là mình có thể mình sẽ ký hợp đồng nếu như chị Thảo nói, đảm bảo là trong thời gian 30 phút họ có mặt tại hiện trường và họ thực hiện được đầy đủ tất cả các điểm A, B, C, D, D, E ở trong cái khoảng khoảng 2 của điều 73 thì cũng cũng gọi là như vậy, mặt luật pháp thì cũng đúng luật. Nhưng mà tôi chỉ có concern là trong thực tế tôi thấy các bệnh viện họ cũng không có đủ thời gian, nguồn lực và bố trí một cách gọi là tôi hay gọi là gì nhỉ, một cái người chính thức cho mình, mà đôi khi họ có thể là tuần này họ bố trí người này, tuần sau họ bố trí người khác, như vậy cái việc theo dõi nắm được cái tình hình của công ty mình đôi khi nó không có chắc chắn bằng một người làm thường trực. Ví dụ tôi có một khách hàng ở ở khu công nghệ cao, công ty đó có khoảng tôi nghĩ chắc không tới 1.000 lao động, nhưng họ cũng ký hợp đồng với bệnh viện Thủ Đức, bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, cái hợp đồng để mà làm những cái công việc như là điều khoảng 2 điều 73 này nè, thì họ có bệnh viện, họ có trong cái danh sách mà bệnh viện gửi mà để trực cho cái công ty đó như cũng làm có 2 ca thôi, và danh sách mà bác sĩ y sĩ rồi trung cấp gì đó ha, điều dưỡng gì đó mà để trực cho cái công ty đó là 15 người. Như vậy rõ ràng sao, có nghĩa là
bệnh viện họ sẽ có khả năng họ sẽ điều phối một trong những 15 người đó luân phiên nhau trực ở cái công ty đó, tức là họ sẽ đến làm việc ở mình công ty đó hàng theo 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 lịch mà của hai bên thống nhất, và bệnh viện có quyền xoay tua trong 15 người như vậy, tức là một ngày có thể cả một người này cả hai người kia mà trong 15 người đó. Như vậy thì tôi nghĩ là nếu mà để 15 người đó thay tua, có nghĩa là thể ở công ty mình có một tháng chừng 3 đến 4 ca làm việc thôi. Như vậy thì họ có đủ thời gian để nắm bắt và thực hiện tất cả những nghĩa vụ như mà trong luật quy định hay không. Thứ hai nữa là chưa kể là vì họ không phải là nhân viên của công ty nên cái sự mà giao lưu, cái sự họ họ đi tìm tòi, họ học hỏi, họ nắm bắt nó sẽ rất là kém. Ví dụ thường họ sẽ ngồi nguyên trong phòng y tế, nguyên trong phòng y tế họ đợi khi nào có ai phòng xưởng nào rồi có tai nạn cấp cứu gọi xuống thì họ xuống, hoặc là có ai cảm thấy cần kiểm tra sức khỏe thì lên phòng thì họ họ khám thôi. Vậy có nghĩa là họ họ chờ thôi chứ họ không có chủ động, trong khi luật mình thấy là gì, họ phải có những cái hoạt động để mà chủ động ngăn ngừa bệnh tật, tuyên truyền để phổ biến phòng ngừa bệnh tật cho người lao động. Thì tôi đảm bảo các bạn, nếu thực sự công ty bạn cần cái người mà làm chuyên môn có tâm và có để giúp cho mình làm công tác bảo vệ sức khỏe người lao động, thì theo quan điểm cá nhân của tôi, ký hợp đồng nó thật chỉ là để đối phó thôi và chỉ đáp ứng được cái phần ứng phó sự cố khẩn cấp thôi, còn cái tính khả thi mà tính chủ động để họ thực hiện những cái vấn đề quan trắc môi trường lao động rồi khám bệnh nghề nghiệp, tư vấn công ty khám bệnh nghề nghiệp rồi tư vấn sức khỏe cho người động, thì tôi nghĩ nó rất là không hiệu quả. Tất nhiên vì vì họ sẽ không có chủ động cái chuyện đó, cái mức độ chủ động không cao tại vì họ ăn lương của bệnh viện mà. Họ đến công ty bạn họ ngồi đó đúng ngày hết ngày họ về thôi, họ đâu có được chấm thành tích, chấm đi lên lương gì đâu, nên là đôi khi họ nói thật là họ họ cũng không thích. Tôi cũng hay tôi đã từng đi đánh giá cái tuân thủ luật cho một công ty thực phẩm ở ngoài Hưng Yên đó, thì họ cũng làm cái kiểu như công ty trong khu nghề cao, thì tôi mới vào phòng y tế tôi hỏi mấy cái chị mà trực bệnh viện gửi đến trực đó, thì tôi hỏi là hàng ngày chị làm gì đó, thì họ nói y chang những gì tôi nói, và tôi hỏi là hỏi nhỏ là chị thích ở đây hơn hay ở bệnh viện hơn đó, thì họ nói là ở bệnh viện sẽ làm việc chuyên môn nhiều hơn, lên ngồi đây bốn vách tường ngồi một mình trong phòng y tế buồn gần chết, nhiều khi cả ngày không có ai đến thì coi như ngồi 8 tiếng đồng hồ rồi về đó, làm cho họ cảm thấy nó không ít được cơ hội giao tiếp buồn bực đó, thì họ cũng không hứng thú gì, nhưng mà bệnh viện phân công thì họ phải làm thôi đó, nên là rõ ràng cái sự mà yêu nghề nó năm nay vậy, hay sự quan tâm đến đến người lao động vân vân, thì đối với tôi cảm thấy nó không hiệu quả đó. Có thể là do cách làm hay sao nhưng mà bản thân tôi cảm nhận được cái sự không có hiệu quả so với cái việc mình tự tổ chức riêng. Tất nhiên quay lại câu chuyện về mặt kinh tế thì như chị Thảo nói tôi hoàn toàn đồng ý. Mình thuê bệnh viện thì đôi khi là có thể là một số bệnh viện họ họ lại vì họ sẽ muốn giữ mối của mình, ví dụ mình có đông công nhân hàng năm mình ký hợp đồng nguyên tắc với họ là mình sẽ khám sức khỏe định kỳ, khám bố trí trước khi bố trí công việc, khám phát hiện bệnh nghiệp ở công ty ở bệnh viện của họ, vì cái doanh thu đó nó rất là lớn nên có thể là họ sẵn sàng có thể là lấy một cái giá hữu nghị hoặc là thậm chí miễn phí cho mình về cái dịch vụ theo cái quy định này đó. Thì đôi khi là vì họ miễn phí chắc chắn là họ cử người đến, thì tôi nói thẳng là không có đồ nào mà ngon bổ rẻ cả, đúng không? Giả sử cái như chị Thảo nói này, cái phòng khám đó miễn phí cho mình thì kiểu gì họ cũng cử một cái bạn nhân viên một là mới ra trường mới về bệnh viện năm nay là như vậy, cái người đó nhân viên đó không phải là quan trọng của bệnh viện năm nay vậy, thì để họ vẫn đáp ứng được chăm sóc gọi là gì đó, trong thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng mà cái nguồn lực ở bệnh viện của họ cũng cũng không phải mất một cái người mà giỏi, nên chắc chắn họ không thể nào cử một bác sĩ rất là giỏi nổi tiếng của phòng khám đó họ đến họ trực 8 tiếng họ cho bạn được, kiểu gì họ cũng cử tôi hay gọi là những người mà nhân viên mới hay bác sĩ mới hoặc là y tá mới vân vân, nói chung là chất lượng không có cao để về mình trực công ty mình đó. Như vậy thì quay lại câu chuyện là cuối cùng là bài toán về kinh tế và bài toán về cái hiệu quả thôi, mình chọn cái nào nó cũng có cái giá của nó. Nếu mà mình nghề gì đó full time thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn, nhưng mà chắc chắn thì chi phí nó sẽ cao hơn, đúng không? Ok rồi, gì nữa mà Nghỉ đi anh ủa ơi. anh nghĩ đi anh ơi. Ok, ngày mai tôi lại có một lớp nhóm 6 ở dưới Long Long Thành nữa nè. Tuần này sao không biết nhóm 6 đâu nhiều quá.
Ok rồi, mọi người còn hỏi thêm gì không ạ? À? 9 giờ luôn rồi. Hello, mọi người hỏi gì khi không ạ? À? Ủa anh ơi, cho em hỏi trường hợp như của chị Thảo nãy nói á, nếu mà mình làm mình chỉ ký hợp đồng mà không bác sĩ không thường trực á, thì mình về mặt pháp lý thì mình như vậy là mình đâu có đáp ứng được đúng không anh? Ok, quay lại câu chuyện là trong luật, thật ra trong luật đâu có chỗ nào ghi là người làm lao động phải làm việc tại công ty, đúng không? Kể cả mình làm công tác an toàn cũng vậy. Trong luật họ chỉ yêu cầu là gì? À, có cái hợp đồng phải có người như vậy, còn trong luật họ đâu quy định là cái người đó ngồi ở đâu. Như vậy thì quay lại câu chuyện là đúng luật hay không, thì nếu mà kỹ thì nó chỉ có một cái ý ở trong tôi coi là điều 70 điều mấy nhỉ, ở trong cái 30 phút là nằm ở đi ở nghị định 39 phải không ta, bạn nào nhớ không? 30 phút, để tôi mở cái nghị định 39 ra nha, tôi nhớ Nghị nó định có ba cái chín à, nghị đó, định cái ba vấn chín. đề 30 phút gì đấy. Rồi như vậy thì quay lại câu chuyện là nếu mà họ yêu cầu phải thường trực thì logic này thì đâu cần phải ghi ra cái tiêu chí 30 phút làm gì, có nghĩa là nếu đã thường trực ở đó có nghĩa là đây đúng không ạ, à, là họ đã có mặt rồi thì đâu đâu nhất thiết phải 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 đưa ra cái tiêu chí này như vậy chi, thì điều đó có nghĩa là à, không nhất thiết cái người làm công tác y tế đúng không ạ phải thường trực, miễn sao khi có sự cố trong vòng 30 phút họ có mặt là được. Như vậy thì câu chuyện là nếu cái bệnh viện bạn mà ký hợp đồng nhiều khi nó xa quá, nó đối với dùng sau xa tới 60 phút, ví dụ như bệnh viện các bạn cách đó có thể lên tới 45 phút để di chuyển tới, thì như vậy chắc chắn họ sẽ không đảm bảo được thời gian xử lý, như vậy thì có thể là lúc đó mình phải thường trực tại nơi làm việc. Còn nếu trường hợp bệnh viện cách cái công ty bạn có cây số, 3 4 cây số, ví dụ như đầu khu công nghiệp, nhiều công ty ở cái khu công nghiệp tôi thấy bây giờ đầu khu hình như đều có phòng khám ấy, thì từ phòng khám vào khu công nghiệp thì mất chừng 5 phút 10 phút thì nhất thiết cũng đâu nhất thiết phải là thường trực ha. Như vậy quay lại câu chuyện là luật không có ghi là người làm công tác y tế hay là người làm công tác an toàn phải thường trực tại công ty, mà quan trọng là làm thế nào triển khai được hết tất cả những cái quy định đúng không, cái những cái quy định trong cái điều 73 này ở khoản 2 này đó. Đó, anh làm sao để anh chứng minh được là anh đã thực hiện hết đầy đủ các nhiệm vụ này đó, anh có thể ở nhà, ở bệnh viện, ở công ty, miễn sao anh làm xong thôi đó. Thì đối với tôi thì cách hiểu của tôi là như vậy nha, không nhất thiết phải thường trực. À, như vậy thì câu chuyện thường trực hay không, nếu mà ký hợp đồng thì nó nằm ở chỗ là thứ nhất là khoảng cách địa lý, thứ hai là cái rủi ro thực sự ở công ty của bạn nó có nhiều hay không, ví dụ như là có những tai nạn mà nó phải là cần xử lý gấp trong vòng vài phút, mà nếu mà 30 phút theo luật đúng nhưng mà chỉ cần 15 phút là không cứu được nữa, thì lúc đó bắt buộc bạn phải yêu cầu bệnh viện là thường trực rồi. Như vậy thì cái này cái người làm công tác tham mưu, ví dụ chúng ta làm công tác an toàn tham mưu cho công ty thành lập phòng y tế thì hay là ký hợp đồng thì chúng ta phải cân nhắc dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, dựa trên ngành nghề của mình xem có khả năng xảy ra những sự cố gì nghiêm trọng gì, và cái thời gian nhanh nhất mà to để xử lý sự cố mà là mình cần là bao nhiêu, để từ đó mình xem coi cái việc họ thường trực là nên hay không nên. Thì tất nhiên tôi đảm bảo rằng bạn mà yêu cầu bệnh viện mà ký một người thường trực thì chắc chắn là chi phí nó sẽ cao hơn, còn cái việc là ký hợp đồng nguyên tắc mà khi có sự cố mình gọi trong vòng 30 phút mà tới thì chắc chắn ngân sách nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, thậm chí là miễn phí, như là ở hồi xưa tôi làm ở công ty ở V-Ship 1 ở dưới Bình Dương á, thì chúng tôi ký với hợp đồng với một cái phòng khám, bây giờ bệnh viện ở ngoài đường quốc lộ, tức là cách công ty tôi khoảng chừng 2 cây 3 cây số, thì trong cái hợp đồng ghi hết tất cả những nhiệm vụ này luôn, nhưng mà cái phần chi phí ghi là miễn phí bằng 0 đồng luôn á, lý do là nó gần, thứ hai là công ty tôi đó, nói chung là như vậy, tại vì họ thấy rằng cái tại mình đâu yêu cầu họ hỗ trực đâu đó, họ chỉ cần đến khi nào mình cần thôi, ví dụ như hàng năm chúng tôi cần cái gì thì chúng tôi sẽ trả phí cho họ, ví dụ như là có những cái đợt có dịch tay chân miệng hay là cúm H5N1 gì đó thì mình mời họ vào đó, họ tổ chức tuyên truyền cho nhân viên của mình, rồi 3 tháng lần mình mời họ vào tổ chức về thực hành sơ cấp cứu cho cái đội lực lượng sơ cứu của mình đó, thì những lần họ vào như vậy họ sẽ tính tiền đó, mình sẽ trả tiền theo case by case như vậy, hoặc là sơ cấp cứu thì nhân viên mình ra đó, nhân viên mình sẽ chỉ cần
đưa cái thẻ mà có chữ ký, thẻ giới thiệu ha, có mộc của hai bên, thì nhân viên họ mình sẽ được họ điều trị xong, hàng tháng họ sẽ claim lại cái tiền điều trị là bao nhiêu đó, thì như vậy thôi. Thì nên là chi phí mà trên trên nguyên tắc thì nó sẽ là không đồng đó. Như vậy thì nó tùy thuộc vào, tóm lại là luật không có bắt là phải thường trực, kể cả mình nói là mình có thuê một người thường trực làm nhân viên của mình làm công tác y tế, thậm chí làm công tác an toàn, thì cũng chẳng có luật nào bắt là phải thường trực. Quan trọng vẫn là làm thế nào để hoàn thành được công việc thôi đó. Thì đáp án của mình trả lời là như vậy ha, nên là kiểu gì cũng đúng luật nếu mình cảm thấy phù hợp và thực tế đáp ứng với nhu cầu thực tế nên là được. Rồi, cảm ơn anh ạ. Ok em. Rồi, anh chị nào hỏi gì nữa không ạ? Sáng giờ có cái gói mì gói trong bụng. À, làm an toàn mà không an toàn chút nào. Nhân làm khổ quá. Khổ Nghe quá. đây, em hỏi sơ cái này được không? Rồi, hỏi sơ thôi nha, hỏi. Em không biết là em muốn đọc một số thông tin đó, thì nó kêu là Việt Nam mình là do công đoàn như vậy, nhưng mà trên thế giới hình như là công đoàn là một cái tổ chức tách biệt riêng ra và không ăn lương của tổ chức luôn thì phải, thế nên là công đoàn nó mới mạnh. Bên nước ngoài người ta gọi là nghiệp Dạ đoàn, có một số nơi người ta gọi là nghiệp đoàn. dạ đúng rồi, nghiệp đoàn, thế nên nó do tại sao mà công đoàn Việt Nam mình cũng áp dụng theo nhưng mà nó lại cái mô hình nó khác, thế nên nó không hiệu quả bằng bằng nước ngoài được. Lý do thứ nhất, nước mình nó có một đảng thôi. Cái này hơi chính trị đi ha, À đúng đó không? đúng rồi, Rồi, nên là cái gì cũng phải theo đường hướng chính sách của đảng, đúng không? Đó, nên là mình nghĩ lý do thứ nhất là như vậy. Nhưng mà thật ra thì còn lý do nào khác thì mình cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà về thông tin mà Mạnh nói thì hiện tại Việt Nam mình đã tham gia một số cái hiệp hội, hiệp định về về vấn đề về kinh tế đó. Ví dụ như CPTPP hay là kỳ mới vừa rồi tham gia cái hiệp định giữa mình với lại châu Âu á. À, thì trong tất cả những hiệp định, đặc biệt là hiệp định CPTPP, các bạn không biết trong trong anh em mình đây ai đọc cái đó chưa? Thì những cái hiệp định mà mình vừa tham gia như vậy đó, thì họ đang yêu cầu những một số nước như mình sẽ phải tách cái công đoàn ra, giống như Mạnh vừa nói. Và theo tôi biết thì hiện tại chúng ta cũng đã bắt đầu tính đến cái chuyện này rồi, và có thể là nếu mình nhanh thì chỉ thường nghĩ 2 năm nữa, 1 2 năm nữa thì ở Việt Nam mình cũng sẽ thành lập ra một cái gọi là tổ chức đại diện người lao động, và nó có tính chất là gọi là gì nhỉ, khách quan, tức là độc lập, không có phải ăn lương của người sử dụng lao động như hiện tại. Lúc đó cái nghiệp đoàn hay là cái tên gì tôi chưa biết, nhưng mà tóm lại là cái nghiệp hội đó hay là cái tổ chức đó, họ sẽ ăn lương, cái lương của họ sẽ được ăn lương theo kiểu là các người sử dụng, người lao động á, họ sẽ trả cái phí đó, giống như là họ người lao động của một cái nhóm ngành hoặc là một khu vực gì đó sẽ đóng vào. Thì tôi cũng chưa biết nhà nước ở Việt Nam sẽ cho phép tổ chức như thế nào, nhưng tinh thần nó sẽ giống như nước ngoài đó Mạnh ha, tức là cái tổ chức đó thì sẽ là lương của họ sẽ được trả bởi người lao động của các doanh nghiệp chứ không phải là của người sử dụng lao động nữa, và họ độc lập với công ty. Họ gọi là họ sẽ độc lập và họ bảo vệ người người lao động tốt hơn đó. Thì đó là cái định hướng mà chắc chắn Việt Nam mình trong tương lai, tôi nghĩ là tương lai gần thôi, sẽ phải đi theo con đường đó, tại vì tất cả những cái hiệp định mà Việt Nam tham gia đều họ đều bắt như vậy cả. Và tôi tin là như vậy thì nó mới sẽ đảm bảo được cái sự khách quan hơn, đúng không ạ, quan hơn so với hiện tại. Còn hiện tại thì kiểu gì kiểu tóm lại là thằng nào trả lương thì mình theo đó thôi, chứ không mà để làm đúng đúng khi Nói ăn cơm chúa mà múa tới ngày thôi. Bây giờ mình mà cứ đứng ra mình cãi cãi ổng thì sao à, ổng cho một cái thank you letter rồi cũng như lên đường thôi. À, thì vấn đề thì nên là ở Việt Nam thì đó mình theo mình tìm hiểu là như vậy ha. Còn ngày nào giờ nào có cái chuyện đó thì chắc anh em mình phải đợi thôi, nhưng mà tôi nghĩ cũng sớm thôi, chứ còn hiện tại thì đúng là cái về mặt quan điểm tôi nghĩ là thật ra cũng hoạt động hiệu quả được nếu thật sự mọi người làm khách quan, mọi người làm công tâm. Thì với cái công đoàn của mình hiện tại được tổ chức từ trung ương đến địa phương thì tôi nghĩ vẫn làm được, vấn đề là nó hơi khó thôi, đúng không, tại vì nó quay lại vấn đề về vấn đề đầu tiên đó, đúng không, vấn đề là tiền đâu, nên là nó chưa có hiệu quả. Chứ còn về mặt tôi nghĩ là khi mà đảng mình đưa ra cái chính sách làm ra tổng liên đoàn lao động về liên đoàn các tỉnh các quận huyện vân vân, thì tôi nghĩ họ cũng phải thấy được những cái vấn đề này. Vấn đề là nhiều khi là
thực tế nó lại chưa được mong đợi như anh em mình muốn, nên mình cảm thấy nó chưa được tốt. Chứ còn ở một góc độ chung nào đó thì tôi nghĩ là chắc cũng tương đối đạt được một thành tích nào đấy. Tất nhiên đây chúng ta không phải là một công đoàn, chúng ta không sấy mạnh, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn phải, nó có giá trị nào đó, một phần nào đó, nên là hiện tại mình vẫn giữ. Nhưng mà tinh thần là như vậy, chắc chắn là mình sẽ phải có sự thay đổi về cái này. Ok rồi Ok. rồi, nên là hiện tại có cái ngành ở ở trường đại học Tôn Đức Thắng này, quảng cáo xíu ha, trường đại học Tôn Đức Thắng, trường tôi học ngày xưa, thì bây giờ ngoài cái ngành bảo hộ lao động ra, họ có một cái ngành nữa, ngành quan hệ lao động đó. Thì cái này là có thể được xem là một ngành đón đầu á đó. Đó, sau này là ai học ngành đó là có thể về đó tham gia vào những cái hiệp hội, những cái tổ chức phi chính phủ, hay là những tổ chức độc lập để mà đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động. Thì cái này cũng là một cái ngành hay, tôi nghĩ là trong tương lai cái này cũng là hay đấy. Anh ơi, cho hỏi quan hệ lao động và cái ngành này cầm lion á thì nó có giống nhau không? Hiện tại thì theo tôi biết chẳng có trường nào dạy ngành compliance, tức là mình hay gọi là trách nhiệm xã hội gì đấy, thì hay là gọi là một số cái nơi công ty gọi là gì nhỉ, nhân viên pháp chế gì đó ha, tùy công ty dịch thôi. Nhưng mà cái mạng cái vấn đề này thì nó lại nhân viên compliance thì tôi thấy họ sẽ tập trung nhiều vào vấn đề về tuân thủ các quy định về lao động, là môi trường, vấn đề về an toàn, đúng không ạ? Tức là những người làm compliance thì sẽ hay phải nắm luật về những cái hoạt những cái mảng như vậy. Thì lý do tại sao có cái việc này thì thật ra nó xuất phát từ nhu cầu của các công ty của nước ngoài nhiều hơn. Tức là mình thấy là ở các công ty nước ngoài thì nó có vấn đề là về làm thế nào để bảo vệ quyền lợi người lao động, ngoài những cái việc tất nhiên về mặt cơ bản là doanh nghiệp đương nhiên phải tuân thủ luật, nhưng mà rõ ràng đối với một số khách hàng nước ngoài thì họ thấy rằng cái việc tự giác tuân thủ luật của các công ty nó chưa có tốt, nên họ mới đưa ra những cái những cái quy định. Ví dụ tôi giờ mới thấy có BSCI rồi CSR vân vân, có rất nhiều cái SA 8000 vân vân, có rất nhiều cái vấn đề về cái chuẩn tiêu chuẩn để đánh giá việc tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. Đó, thì vì cái nhu cầu của khách hàng trên thị trường đó, mỗi lần nó đánh giá, nó audit thì nó yêu cầu cái này cái kia, thì dẫn đến cái việc là công ty cần phải có một cái người để đủ kiến thức để mà làm gì nhỉ, để mà quản lý hay là triển khai những cái hoạt động tuân thủ luật, cũng như là chuẩn bị hồ sơ pháp lý để mà cung cấp, để mà tiếp những cái đơn vị thanh tra như vậy, nên dẫn đến có một cái chức danh, đúng không, nhân viên compliance ở các doanh nghiệp. Thế thì hỏi là có giống không, thì tất nhiên như vậy thì cái chức danh ở trong công ty là compliance, còn cái bạn đó học cái gì thì tất nhiên ở Việt Nam mình không có cái quy định nào về cái việc đó, học cái gì cũng được, quan trọng là làm được việc thôi. Thì tôi thấy có rất nhiều nơi thì tôi có một hai học viên, hai bạn đó là ở làm cho công ty may mặt, ở đây học cái lớp vừa tốt nghiệp cái lớp trung cấp bảo hộ lao động bên tôi đó, là công ty cử đi học luôn á. Thì một bạn là học về quản trị kinh doanh, một bạn là về cử nhân tiếng Anh đó. Như vậy thì hai bạn đó đứng góc độ là về chuyên môn, nếu mà về chuyên môn về luật pháp, về lao động, về an toàn thì gần như là zero rồi, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn làm được. Như vậy thì cái ở Việt Nam thì cái vị trí compliance này trong luật chẳng có quy định là cái tiêu chí nào. Vậy thì các doanh nghiệp họ tự tuyển dụng, thấy cái người nào đó có đủ năng lực, kiến thức gì đó ha, họ cho đi, họ tu nghiệp thêm, họ cho đi học thêm, ví dụ như hai bạn đó đó ha, thì cho đi học thêm cái ngành bảo hộ lao động bên tôi để nắm thêm về kiến thức về an toàn đó. Thì có thể là họ sẽ có một số nơi thì cho các bạn đó đi học thêm về ngành luật đó. Rồi có một số công ty thì để tiện thì họ hay tuyển dụng những người học của ngành luật họ về họ làm. Như vậy thì cái việc compliance này thì đối với tôi thì đó nó phát sinh trong trong cái điều kiện kinh doanh thực tế. Còn cái quay lại cái câu chuyện mà cái ngành quan hệ lao động, thì rõ ràng nếu mà học ngành quan hệ lao động thì chắc nhiên sẽ học nhiều về luật liên quan đến vấn đề lao động rồi, thì chắc chắn là những cái bạn đó sau này nếu mà xin đi về các doanh nghiệp mà xin vị trí compliance cũng là một cái lợi thế của bạn đó. Rồi còn nếu mà họ không muốn làm về compliance, họ làm về công đoàn thì tôi nghĩ cũng là một cái lợi thế ha. Vậy thì nếu mà nói là học cái ngành đó ra làm cái gì, thì tôi nghĩ là hai cái hướng, ba cái hướng chính mà những bạn đó có thể làm, đó là làm những cái tổ chức về xã hội, ví dụ như là công đoàn hoặc là những cái nghiệp đoàn sau này nếu có.
rồi làm công tác tuân thủ pháp lý pháp luật như compliance, hay là thậm chí họ làm về vấn đề về hành chính và nhân sự. Như vậy thì ở Việt Nam thì sẽ đào tạo một số ngành nó cũng gần gần với khuynh hướng của thị trường, nhưng mà còn cái chức danh ở công ty thì thật ra mỗi công ty họ sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế và họ họ cần cái người nào làm công việc gì thì tự nhiên họ đẻ ra cái vị trí đó thôi. Chứ tất nhiên thật ra thì trong luật, trong các tổ chức như là hệ thống, những cái hệ thống ISO như tôi vừa nói, họ cũng đâu yêu cầu phải có một cái người làm gọi là CSR đâu, hay làm compliance đâu. Miễn sao là công ty mỗi lần họ audit họ, mình có đầy đủ bằng chứng, mình chứng minh là mình tuân thủ là được rồi. Nhưng mà rõ ràng muốn chứng minh thì phải có người làm đúng không? Dẫn đến là câu chuyện là nó lại đẻ ra thêm cái nghề đó. Nên là chứ chứ thật ra thì trước đây tôi làm cả năm 10 năm trước đây thì cái vị trí đó rất là ít, nhưng bây giờ thì tôi thấy là rất nhiều công ty, đặc biệt là những cái ngành mà liên quan đến gia công như là ngành may mặc, ngành giày da, ngành gỗ, ngành lắp ráp linh kiện điện tử, những cái ngành mà gọi là nhân công đông, sử dụng lao động thủ công nhiều, sử dụng lao động nhiều, thì nó lại vẫn đến vấn đề là vi phạm cái quy định về quyền lợi của người lao động nhiều, đúng không? Về giờ gian, thời gian làm việc, bảo hiểm, chế độ vân vân, lương bổng. Nên là những cái công ty mà hướng đông như vậy thì sẽ hay đụng tới vấn đề là vấn đề vi phạm luật về lao động, nên dẫn đến là khách hàng họ khi đánh giá họ không, họ hay đánh vào cái mảng đó, tuân thủ pháp luật, tức là vấn đề về trách nhiệm xã hội, vấn đề về compliance. Ok, nên là rõ ràng hai cái này nó có liên hệ với nhau, nhưng mà hỏi khác nhau giống nhau thì thật ra nó hai cái phạm trù, hai cái khía cạnh đối với tôi nó không có so sánh được sự giống nhau khác nhau, cái là một cái khóa ngành học, một cái là cái đặc thù công việc thôi. Học cái đó có thể làm được cái này, nhưng mà làm cái này thì chưa, không bắt buộc phải học cái đó. Là nó cũng có những cái giống giống, cũng có cái liên hệ với nhau thôi, chứ còn giống hay khác thì nó cũng khó mà so sánh. Ok, rồi gì nữa không ạ? Nghĩ đi anh ơi. À, nghỉ đi à. Ok. Rồi thôi chào mọi người nha, cũng khuya rồi đó, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về tắm ăn cơm cái rồi làm việc tiếp, ngày mai chiến đấu tiếp đây. Rồi bye bye mọi người nha, rồi thứ sáu gặp lại nha.